chương 1 Bị quải Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thân mình sạch sẽ đi Người khác ta có thể hù, ngài ta có thể hù sao Nhà đầu kia là ta theo trong thành trung học bên ngoài làm ra Ngươi xem xét, trên người còn mặc giáo phục Hồi ngọn núi trên đường Nhà chúng ta nhị oa tưởng sờ cái ngón tay ta cũng không nhường. Nhị thẩm, không phải ta nói ngươi, có thể sinh oa là đến nơi, ngươi quản cô nương có phải hay không con non đâu ngươi không biết nhà ta tinh hoa ở trong thành ngây người vài năm ánh mắt cao thế nào cũng phải nhường ta cho hắn mua cái thân mình sạch sẽ ai các ngươi người làm công tác văn hóa là không giống với chọn tam nhạc tứ ác mộng cô tần nghe thấy quen thuộc thanh âm cảm thấy chính mình ở làm ác mộng nàng toàn thân đều rất đau động một chút xương cốt dường như vỡ ra nàng nằm trên mặt đất mặt sát đất mặt, chóp mũi hạ là rêu xanh tanh hôi vị. Nàng hoảng hốt mở mắt ra, phát hiện chính mình thân ở một cái cơ hồ toàn phong bế tiểu xài phòng lý, duy nhất ánh sáng là từ trong khe cửa thấu vào. Ngoài cửa có người nói chuyện, mà kia hai thanh âm, nàng cả đời đều sẽ không quên. Đó là lừa bán nàng, cùng mua nàng hai nữ nhân. Lừa bán nàng nữ nhân kêu Trương Phượng, mua nàng nữ nhân kêu Lý Vân Trân chẳng sợ nàng bị cảnh sát cứu ra đại sơn, gả cho Lê Giáo Sư, bắt đầu tân sinh sống, nàng cũng quên không được này hai nữ nhân tên cùng thanh âm. Mà Lý Vân Trân miệng, tinh qua, còn lại là mua nàng đảm đương lão bà nông thôn nam nhân, trương tinh. Thân thể cảm nhận sâu sắc, chóp mũi cứu giác. Quá cho chân thật, không phải mộng. Tô Tần ngạc nhiên. Nàng. Không phải bị thiêu chết sao? Nàng cùng nữ nhi túi sách, không phải bị thiêu chết ở nhà sao? Làm sao có thể? Trở lại này nàng ác mộng bắt đầu địa phương. Chẳng lẽ, nàng muốn lại một lần nữa trải qua cái kia ác mộng? Nàng tim đập bang bang mau, cơ hồ muốn theo trong cổ họng bật ra. Nàng nỗ lực khắc chế tim đập, nhưng chính mình bình tĩnh trở lại, ngừng thở đi nghe ngoài cửa hai nữ nhân nói chuyện. Lý Vân Trân nói, A Phượng, đây là 6.000 đồng tiền, ngươi tính ra không cần sổ không cần sổ, đều là người một nhà, không khách khí với ta ha, Trương Phượng cởi bỏ áo bông nút áo, đem 6.000 đồng tiền nhét vào áo bông tường kép lý. Phóng hảo tiền, nàng giữ chặt Lý Vân Trân Thủ, vẻ mặt trịnh trọng nói. Nhà đầu kia, tính tình khả liệt, trên đường vài thứ muốn chạy trốn, còn cắn ta lỗ tai. Yêu cầu của ngươi cao, ta liền không dám hạ ngoan thủ đi đánh. Nhị thẩm, y ta nói, ở nhà ngươi tinh hoa trở về phía trước đâu, liền đem nàng chân giảm giá giảm giá đùi nàng nàng liền chạy không được nhà ngươi tinh hoa thầm nghĩ muốn cái sạch sẽ thân mình cũng chưa nói không cần què chân ngươi nói đi lý vân trân còn tại do dự trương phượng còn nói ngươi xem trương tú hoa gia cái kia con dâu chân một tá chiếc liền chặt đứt chạy ý niệm ở nhà mang đứa nhỏ làm việc nhà nông thế nào đều thành thật lý vân trân trong nhà con đương gia nàng là cái không chủ kiến nàng suy nghĩ hạ, cảm thấy Trương Phượng nói được có lý. Bên ngoài thanh âm, nhưng Tô Tần xác định một chuyện thực. Nàng trùng sinh, về tới 15 tuổi. Về tới Lý Vân Trân đánh gãy nàng chân một ngày này. Kiếp trước một ngày này, Lý Vân Trân nghe theo Trương Phượng ý kiến, hai nữ nhân cầm một căn đòn gánh tiến vào, điên cuồng mà sao nàng chân. Sau này nàng hữu gãy chân, đau ngất xỉu đi. Nàng từ nhỏ bị cha mẹ sủng, chưa ăn quá khổ, càng không ai quá đánh. Bị nhân như vậy đánh, năm ấy 15 tuổi nàng, nơi nào chịu được. Cuối cùng nhận túng, đi theo trương tinh, kiên định, sống. Nàng mặt ngoài an bình, khả luôn luôn tại tìm chạy trốn cơ hội. Năm năm sau, nàng thông qua đến sơn thôn chi giáo lê giáo sư, cấp bên ngoài mật báo, cảnh sát tài dẫn theo nàng về nhà. Nàng bị cứu ra đại sơn sau, được sự giúp đỡ của lê giáo sư, một lần nữa nhập học, tốt nghiệp đại học về sau làm một gã nhà thiết kế trang phục gã cho Lê giáo sư Lê giáo sư theo không ghét bỏ nàng quá khứ mặc dù Lê gia nhân đối nàng chỉ rõ Lê xuyên vẫn cũng không ghét bỏ nàng bọn họ vợ chồng thực ân ái nữ nhi túi sách cũng thật đáng yêu nàng đời trước là bị đại sơn lý mua nam nhân của nàng phóng hỏa thiêu chết đồng nàng cùng nhau bị thiêu chết còn có nàng cùng Lê giáo sư ba tuổi nữ nhi túi sách hỏa hoạn hình ảnh rành rành trước mắt, bị hỏa cháy da thịt đau đớn dường như vừa trải qua quá. Nữ nhi túi sách ở trong lòng nàng khóc, nói cho nàng. Mẹ, ta đau quá, ta đau quá. Nàng cũng rất đau. Thân thể đau, da thịt cũng trước đau, khả nàng một cái chân què, ông nữ nhi đang lẫn trốn sinh bán trên đường bị nhốt trụ. Ở nàng nhắm mắt lại kia một khắc, nàng thấy Lê Xuyên vọt tiến vào. Nam nhân thân ảnh trước sau như một cao lớn, đang nhìn thấy hắn kia một khắc, trong lòng nàng trở nên kiên định, rốt cục nhắm lại mắt. Tô Tần nhắm mắt, lại trợn mắt, liền về tới 15 tuổi, bị nắm đến Đại Sơn một ngày này. Nàng hận chết nơi này nhân, hận chết thôn này tử, nơi này không khí đều nhường nàng buồn nôn. Nàng đối thôn này tử hận ý, là tẩm tận xương tủy. Nàng trùng sinh, giống như có thể làm việc rất hạn. Nàng tay trói gà không chặt, giết không được trương tinh, cũng báo không được thù đã ông trời cho nàng lần thứ hai cơ hội, trở lại bi kịch phát sinh phía trước, như vậy, nàng phải quý trọng lần này cơ hội. Nàng tứ chi bị thúc, không thể đào thoát, nhanh chóng tỉnh táo lại, bắt đầu nhớ lại Lý Vân Trân tính cách. Kiếp trước, nàng cùng trương tinh mẫu tử ở cùng nhau sinh hoạt 5 năm, đối tính cách của bọn họ cũng coi như hiểu biết. Lý Vân Trân năm mới tan phu, đối con khúng núng, làm việc cũng không có gì chủ kiến, nhưng nàng trời sanh tính đa nghi nàng cùng Trương Phượng là thân thích quan hệ, Trương Phượng khắc nghiệt, nàng luôn luôn không làm gì tín nhiệm cái cô gái này, thường xuyên ở sau lưng nói Trương Phượng nói bậy. Trương Tinh ở trong thành đánh quá vài năm công, lại thượng quá tiểu học, nhận vì sạch sẽ nữ nhân tài xứng đôi hắn. Lý Vân Trân mua con dâu, thứ nhất yêu cầu chính là thân mình sạch sẽ. Nàng hoàn toàn có thể lợi dụng điểm ấy, khơi mào Trương Phượng cùng Lý Vân Trân trong lúc đó mâu thuẫn, trước tránh được trước mắt bị đánh què chân này nhất quan. Ba, một tiếng, xài phòng cửa bị đẩy ra, ánh sáng dũng mãnh vào. Tô Tần hướng bên trong co rụt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mệt cả người đậu như run rẩy, tinh thần tựa hồ không quá bình thường. Nàng vẽ mặt hoảng sợ xem Trương Phượng, thần kinh hề hề lãi nhãi. A Di, A Di, ngài buông tha ta, ta hảo hảo cùng thạch đầu ca ngủ, sẽ không lại trong đêm hôm đánh hắn. A Di ngài đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta nhất định hảo hảo cùng Thạch Đầu ca ngủ, hảo hảo cùng hắn ngủ. Thạch Đầu là con trai của Trương Phượng Đại Danh, trong ngày thường đại gia đều nhị oa, nhị oa gọi hắn, Cửu Nhi Cửu Chi, hiếm khi có người biết Trương Thạch Đầu này đại danh. Mấy ngày nay, Trương Phượng chưa từng ở nàng trước mặt hô qua con đại danh, nàng cũng kinh ngạc, nha đầu kia là làm sao mà biết nhị oa kêu Thạch Đầu. Tiểu cô nương cả người run run lợi hại, vẻ mặt sợ hãi, một bộ bị dọa phá hư bộ dáng. Lý Vân Trân trong lòng nhất thời không quá thoải mái. Nàng đổ không là để ý này nữ hoa đã không sạch sẽ, mà nàng để ý là, trương phượng này lão nương nhóm, cư nhiên lừa nàng. Nghĩ con yêu cầu, nàng tài nhiều cho ba ngàn, không nghĩ tới đã bị trương con trai của Phượng gia trước chạm qua. Lý Vân Trân quay đầu xem trương phượng. Phượng nhi, bình thường ngươi chiếm nhân tiện nghi, nhị thẩm đừng nói gì, Ngươi thế nào liên nhị thẩm cũng lừa đâu. Ngươi có hay không tâm thế nào? Lui ta bốn ngàn, chuyện này ta sẽ không cùng ngươi so đo. Trương Phượng trừng mắt tô tần, lại ngược lại nhìn về phía Lý Vân Trân, giữ chặt nàng. Không phải, nhị thẩm, này cô nương nói mê sản đâu, cái gì có ngủ hay không? Nhà ta nhị oa áp căng không chạm qua nàng. Ngươi đừng làm nhị thẩm ngốc ha. Lý Vân Trân bỏ ra tay nàng, lại nhìn nhìn lui ở trong góc, sắc mặt trắng bệch tiểu cô nương, tiếp tục nói. Người khác không biết, ta còn không biết ngươi. Người một nhà, ta cũng không so đo, ngươi đưa ta bốn ngàn. Tô Tần biểu hiện càng là sợ hãi, Lý Vân Trân càng là kiên định bị Trương Phượng lừa gạt ý tưởng. Nàng nắm lên đòn gánh, ở Trương Phượng trên người đánh một chút. Bằng không, này nữ hoa, ta không cần. Hai người ầm ĩ kịch liệt, mà Tô Tần nghiễm nhiên một bộ bị dọa mộng tiểu cô nương bộ dáng nàng trong thân thể dù sao có 35 tuổi linh hồn, kiếp trước đã trải qua bị quải, chức tràng tranh đấu, nhân sinh bách thái cũng có thể hội, điểm ấy kỹ thuật diễn vẫn phải có. Trương Phượng bị đánh một chút, lửa giận nhiên khang, ô nhanh sủy ở ngực tiền, mắng to Lý Vân Trân, dưa phụ nữ, một đường rời khỏi Lý Vân Trân gia. Lý Vân Trân đứng ở cửa nhà, dơ đòn gánh, dắt giọng mắng to Trương Phượng, không lương tâm, thân nhân đều lừa bạch nhãn lan. Trương Phượng rời đi sau, lý vân trân trở về trong nhà uống một ngụm nước miệng còn hùng hùng hổ hổ nàng đem lửa giận phát tiết đến cô tần trên người cầm lấy tóc của nàng tha súc sinh giống nhau đem nàng tha ra xài phòng ném tới trong viện cũng may hiện tại là mùa xuân rét lạnh còn chưa quá nàng mặc áo lông mau khố mới không còn lại bị trầy da nàng bị kéo dài tới trong viện dưới ánh mặt trời ánh mắt bị đâm vào có chút không mở ra được nàng hai chân hai tay bị thúc không hề đánh trả lực. Lý Vân Trân hàng năm làm việc nhà nông, dáng người gầy, đã có một thân cậy mạnh. Mặc dù nàng tay chân cũng không bị thúc, cũng đánh không lại Lý Vân Trân. Mặc dù nàng đánh quá Lý Vân Trân, cũng chạy bộ không ra thôn này tử. Thôn này tử nhân, đối ngô tức phụ loại sự tình này tập mãi thành thói quen. Nhà ai tức phụ muốn chạy, toàn thôn nhân đều sẽ đi ra hỗ trợ, sau đó đánh gãy nữ hài tay chân, Dùng tàn những phương pháp tra tấn nàng Nhưng nàng chạy không được Cũng không dám lại chạy Nơi này không khí rõ ràng Ánh nắng tươi sáng Khả ở tô tầng trong mắt Nơi này là nhân gian luyện ngục Trong không khí đều là làm người ta buồn nôn tà ác hơi thở Lạc hậu địa phương Ra tú lệ phong cảnh Cũng ra điêu dân Nàng cả người bị ngã trên mặt đất Cả người xương cốt tựa như bị khu vỡ giường như đau Trong viện Có lý vân trân loại đồ ăn Hành lá xuân rau cần cùng rau thơm. Ngửi được xuân rau cần hương vị, tô tần cả người đều không thoải mái, khả trong đầu nàng lại tránh qua tự cứu phương pháp mà xuân rau cần thành nàng mạng sống đạo thảo. Trương Tinh là một cái sợ hãi nhiễm bệnh nam nhân, nàng sẽ không dễ dàng tha thứ tức phụ có bệnh. Nàng có thể lợi dụng mẫn cảm, nhưng chính mình phạm bệnh mề đây. Kiếp trước, nàng nói cho Trương Tinh mẫu tử đối rau cần mẫn cảm, Trương Tinh mẫu tử không tin, bắt buộc nàng ăn, đến nỗi cho nàng phạm vào bệnh mề đây lúc ấy trương tinh hoài nghi nàng được truyền nhiễm tính tật bệnh còn tưởng đem nàng bán trao tay cho người khác nàng chỗ nào còn chịu được bị bán trao tay thống khổ luôn mãi quỳ cầu hơn nữa hướng bọn họ mẫu tử cam đoan hai ngày trong vòng này đó bệnh trạng liền sẽ biến mất mẫu tử lưỡng đóng nàng hai ngày thẳng đến trên người nàng hồng ngực đáp tiêu đi xuống tài phóng nàng xuất ra mà này một đời nàng hoàn toàn có thể thừa dịp còn chưa có bị làm bẩn, lợi dụng mẫn cảm, trước tránh được trước mắt một kiếp. Về phần kế tiếp nàng sẽ bị bán đi nơi nào, liền lại làm cái khác tính toán. Tóm lại, muốn trước vì chính mình tranh thủ thời gian. Nàng cách đất trồng rau chỉ có một thước khoảng cách. Lý Vân Trân ngồi xổm xuống, xem mặt nàng. Nữ hài mặt bị đánh thủng, thấy không rõ vốn bộ dạng, nhiều ngày như vậy không tắm rửa, trên người cũng thối hoắc cùng trong chuồng heo hương vị không hai loại. Tô Tần biểu hiện hoảng sợ vạn phần, điên điên khùng khùng. Nàng liên tiếp hướng đất trồng rau phương hướng lui, miệng thần kinh hề hề nhắc tới. Không cần đánh ta, không cần đánh ta, ta hảo hảo sinh qua, hảo hảo sinh qua, không cần đánh ta. Nữ hài hài rơi lệ đầy mặt, thần lại nhảy bộ dáng dường như là chịu kích thích sau, điên rồi. Này vừa thấy chính là cái tiểu cô nương, đều còn chưa có phát dục hoàn toàn nếu không phải bị trương phượng gia nhị oa cấp ngủ, làm sao có thể nói được ra loại này nói. Lý Vân Trân càng nghĩ càng giận, khí bất quá nhiều cấp kia ba ngàn đồng tiền. Bất quá, nữ qua thân mình sạch sẽ hay không, nàng đều cảm thấy không cái gọi là, có thể cho nàng sinh cái tôn tử là đến nơi. Nàng tính toán mang theo con trương tinh, đi trương phượng trong nhà nháo, đem nhiều cấp ba ngàn đồng tiền muốn trở về. Loại này bạch nhãn lan thân thích, không cần cũng thế thừa dịp Lý Vân Trân không chú ý, Tô Tần lui đến đất trồng rau Lý, nhất mai mặt, hàm trụ nhất dúng sinh trưởng ở Lý rau cần, liên tanh hôi bùng đất nhất tịnh nuốt tiếng trong bụng. Lúc này, Trương Tinh từ bên ngoài trở về, kêu một tiếng mẹ. Nam nhân nhất sải bước tới sân, thấy lui ở đất trồng rau Lý, mặt mũi bầm dập, trung trung cô nương, đuôi lông mày tràn ra kinh hỉ. Hắn đi qua, giống xem xét nhất kiện đồ chơi bàn đánh giá Tô Tần, quay đầu hỏi Lý Vân Trân. Trương Phượng đưa tới. Cho bao nhiêu tiền? Này ngữ khí, tự như đề ra nghi vấn mua một đầu trư tìm bao nhiêu tiền. Nam nhân bởi vì hàng năm làm việc nhà nông, dáng người rắn chắc thả cao lớn, làn da ngâm đen tỏa sáng, ngũ quan thân thể cường tráng, mày rậm bay lên. Trên người hắn mặt tẩy trắng bệt thâm sắc sơ mi kẻ ô, nhăn nhiều nếp nhăn, còn khâu hai cái mụn vá. Trương tinh tiểu học tốt nghiệp, ở thôn dân trong mắt, hắn chính là phần tử trí thức trong thôn nam nhân chúc hắn văn hóa cao nhất. Hắn năm nay 30 tuổi, ở trong thành đánh vài năm công trở về, cũng coi như có kiến thức, bị thôn dân đề cử làm thôn trường. Lý Vân Trân đem sự tình trải qua cấp trương tinh công đạo một lần, sau đó sợ hãi nọa nọa hỏi con. Muốn hay không, đem chân cho nàng giảm giá. Miễn cho chạy. Tuy rằng tô tần mặt mũi bầm dập, thấy không rõ nàng vốn bộ dạng, nhưng tốt xấu là cái nữ nhân thảo mẹ nó này trương phượng lừa tiền lừa đến lão tử đầu lên đây đợi ta đi tìm nàng trương tinh nhìn nhìn tô tần đề ra quần nói nàng đã là cái bồi tiền hóa lại què cái chân nhiều không có lời cho dù cho nàng thêm một đôi cánh nàng cũng chạy không ra được nương ta đói bụng cho ta hạ bát mì lý vân trân được rồi khi nàng làm sao bây giờ Trương Tinh ở trong thành ngốc quá vài năm, tương đối người trong thôn, hắn có mật nước cảm giác về sự ưu việt. Hắn sẽ không giống người thường, sẽ làm đặc thù, cảm thấy chính mình đồng này ngu muội thôn dân không giống với. Hắn nhìn nhìn Tô Tần, nói. Quan đến ta trong phòng, ăn no cơm lại can nàng. Tô Tần bị quan đến Trương Tinh trong phòng, cách vách chính là nhà chính, mẫu tử ở nhà chính thảo luận nói, nàng nghe được nhất thanh nhị sở. Trương Tinh ngồi ở nhà chính Lý ăn mì, Lý Vân Trân câu được câu không nói với hắn. Tinh hoa, lưu gia thôn thôn trường, gọi ngươi đi qua can gì a? À? Trương Tinh nói. Nga, là đồng la hương hương trưởng, triệu tập chúng ta vài cái thôn thôn trường học. Nghe nói có cái họ lê thạc sĩ, đến đồng la hương chi giáo, nhưng chúng ta này vài cái thôn đứa nhỏ đều đi lên lớp. Này thạc sĩ đến đồng la hương sau, không biết theo chỗ nào nghe nói chúng ta thôn nhi phong cảnh hảo, không nên đến chúng ta thôn nhi thải thải phong ngươi cũng biết chúng ta thôn nhi tình huống chỗ nào có thể ngoại nhân tiến vào lý vân trân hỏi hắn khóa thạch đó là cái gì thải phong lại là cái gì trương tinh ghét bỏ nhìn nhìn không biết mẫu thân là thạc sĩ cao văn hóa phần tử trí thức thải phong ý tứ chính là đến đi thăm chúng ta thôn lý vân trân nga một tiếng cao văn hoa phần tử trí thức. Kia! Có thể so sánh ngươi còn có văn hóa a à? Trương Tinh hấp lưu một ngụm mì sợi, nhân gia là sinh viên, ngươi nói đi. Nghe cách vách thanh âm, tô tần ngực mãn trướng kích động. Họ Lê Thạc Sĩ. Là Lê Xuyên sao? Là Lê Giáo Sư sao? Mặc dù cùng Lê Xuyên kết hôn 5 năm, nàng vẫn như cũ thích gọi hắn Lê Giáo Sư, khó có thể sửa miệng. Nhưng là... Thời gian tuyến không đúng vậy. Nàng nhớ được, kiếp trước Lê Xuyên đến chi giáo khi, là 5 năm sau, Na Hội Lê Xuyên đã là phó giáo sư. Lê Xuyên 21 tuổi nghiên cứu sinh tốt nghiệp, 26 tuổi trở thành phó giáo sư, 28 tuổi trở thành chính giáo thụ. Gia đình của hắn điều kiện không sai, lại buông tha cho kế thừa gia nghiệp, lựa chọn dạy học dục nhân, làm nghiên cứu. Hiện tại là mùa xuân, cô Tần thân thể rất nhanh có mẫn cảm phản ứng thân thể của nàng bắt đầu ngứa, dày đặc phấn hồng ngực đáp trải rộng toàn thân. Nàng cổ, trên mặt, trên mu bàn tay, đều là dày đặc ngực đáp, xem thẩm nhân. Trương Tinh cùng Lý Vân Trân tiến vào, thấy lui ở trên giường thống khổ tô tầng, lại nhìn trên người nàng ngực đáp, da đầu đều là nhất ma. Mặc dù nam nhân có thể đối với xấu xí nữ nhân hạ miệng, đối với loại này cả người dày đặc ngực đáp, quyển như quỷ mị nữ nhân, thế nào cũng không thể đi xuống miệng. Lý Vân Trân lôi kéo con, vội la lên. Này sát ngàn đao trương phượng, cho chúng ta như vậy cái có bệnh điên phụ nữ. Tinh qua, này nữ qua chúng ta không cần, đi lui hóa. Loại này phát bệnh điên bà tử, sinh không ra gì hảo nam qua, đi, chúng ta đòi tiền đi. Tô Tần bị đánh cho mặt xưng phù, xem vốn là đáng sợ, hơn nửa nàng cánh tay, cổ, vẻ mặt dày đặc ngực đáp, nhường trương tinh không rét mà rung. Hắn không phải ngại này sinh qua công cụ xấu, hắn là sợ này công cụ có bệnh truyền nhiễm. Hắn cảm thấy này bệnh trạng, nhưng là cực kỳ giống trong thành cái kia. Bệnh S Trương Tinh càng nghĩ càng sợ hãi, cùng mẫu thân sao tên, đi tìm Trương Phượng phiền toái. Nghe nói Trương Tinh trước kia ở trong thành, đánh chết hơn người. Trương Phượng không sợ Lý Vân Trân, nhưng sợ Trương Tinh. Trương Phượng đáp ứng lui cho bọn hắn 4.000, cũng nói nhị thẩm, tinh qua, hiện ở trong thành đầu trảo nghiêm, quải một cái cô nương thật sự không dễ dàng. Các ngươi liền được thông qua được thông qua, có thể sinh qua phải, ngươi nhắm mắt lại ngủ, không đều giống nhau. Trương Tinh nhớ tới cô Tần kia đầy người hồng ngực đáp, kiên trì không cần nàng, bất thành. Ngươi cấp lão tử đem tiền lui, này đàn bà nhi lão tử không cần. Trương Phượng thấy hắn kiên trì, sau đó cho bọn hắn ra chủ ý, nhị thẩm, tinh qua, ta ngàn dặm xa xôi đem nhân kéo về đến, cũng không dễ dàng, ta cuối cùng không thể làm lỗ vốn sinh ý là đi. Như vậy, các ngươi đem cô nương này bán cho thôn vĩ ngốc tử gia. Ngốc tử cha trước khi chết, cho hắn để lại nhất bút mua tức phụ tiền. Nhà bọn họ ngốc tử, nơi nào biết cô nương có bệnh không có bệnh. Các ngươi nói đi. Lý Vân Trân cảm thấy có thể làm, sau đó nói. Vậy ngươi đi theo ngốc tử mẹ đánh thương lượng, hai ngàn, bán cho bọn hắn. Trương Phượng nhất truy trưởng, trên mặt triển khai tươi cười. Được rồi, ta phải đi ngay. Chương 2 Ngốc tử Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cô Tần bị Trương Phượng trói gô, bị nhân tượng khi ngư giống nhau, dắt đi ngốc tử ra. Ngốc tử kêu phi phi, năm nay cũng tài 15 tuổi. Hắn cha tử sau, gia gia cùng nãi nãi cũng lần lượt qua đời, trong nhà chỉ còn hắn cùng mẫu thân vân cầm. Nghe nói, ngốc tử cha để lại nhất bút tiền cho hắn mua nàng dâu, nhưng vân cầm cảm thấy ngốc tử còn nhỏ, có thể đợi lát nữa hai năm. Nhưng hiện tại Trương Phượng đưa tới này nữ hài, tiện nghi, nàng cảm thấy có thể làm, liền theo Trương Phượng trên tay đem tô tần mua đi lại. Tô tần bị quan ở trong phòng, đói thỏa đáng lực chống đỡ hết nổi. Đến buổi tối, có người đẩy cửa tiến vào, kéo ra đăng. Ngốc tử bưng một chén nước sôi, đứng ở cửa khẩu, mân môi đánh giá nàng. Ngốc tử tài 15 tuổi, đã có một M78, trên người hắn mặc tẩy trắng bệt hồng tê, sớt, rộng thùng thình quần đùi. Hắn thực gầy, cũng không cái loại này gầy, làn da thực bạch, bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan cũng coi như đẹp mắt, một đôi mắt thanh lăng lăng, xem ánh mắt nàng cực kỳ giống một cái vô hại tiểu nải cẩu. Tô Tần hốc mắt có chút ẩm. Kỳ thật nàng không nghĩ tới, sẽ bị bán trao tay đến ngốc tử trong nhà. Kiếp trước, nàng ở Trương Tinh trong nhà ngây người 5 năm, bởi vì sinh không ra đứa nhỏ, cũng bị Trương Tinh bán trao tay cấp trong thôn một cái 60 tuổi lão nhân. Nàng trong đêm hôm chạy trốn, cuốn quyết rất nhiều trốn vào ngốc tử gia. Ngốc tử tìm tiểu miêu mễ khi, phát hiện dưới giường tô tần. Trương Tinh dẫn người tiến vào, hỏi ngốc tử có hay không thấy tô tần. Ngốc tử gật đầu sau đó chỉ chỉ hậu viện. Tô Tần giấu ở ngốc tử gia giường để, ẩn giấu ba ngày. Ngốc tử mỗi ngày cấp đưa nước, đưa bánh bao. Ngốc tử mẹ cho rằng hắn cầm đồ ăn đi uy mèo hoang, cũng liền không để trong lòng. Tô Tần ở ngốc tử dưới giường, ngây người vẹn vẹn một tuần. Nàng ở dưới giường không dám nói lời nào, thậm chí không dám lớn tiếng thở nhi, một tuần chỉ cùng ngốc tử nói qua cảm ơn hai chữ. Một tuần sau buổi tối, ngốc tử mang nàng trốn ra thôn bọn họ chạy tới đồng la hương tìm được đi vào trong đó chi giáo lão sư sau này ở trường học lên lớp tiểu hài tử tố cáo trạng tô tần cùng ngốc tử bị nắm trở về thôn bởi vì ngốc tử xúc phạm trong thôn đắc kỵ bị người trong thôn trừng phạt tươi sống thiêu chết mà khi bọn hắn tính toán chém đứt tô tần tứ chi khi phát hiện nàng mang thai nàng bởi vậy tránh được một kiếp sau rất nhiều năm nàng đều quên không được ngốc tử bị thiêu chết cảnh tượng. Sau, Lê Giáo Sư mang cảnh sát tới rồi khi, nàng bị thôn dân dời đi đi. Lê Giáo Sư cùng cảnh sát không có buông tha cho, ở trong núi ngồi thủ nửa tháng, mới tìm được nàng tung tích, đem nàng cứu xuất ra. Trở lại trong thành, nàng ở cha mẹ đi cùng, đi làm sanh non giải phẫu. Trương Phượng bởi vì buôn bán dân cư bị nắm, mà Trương Tinh cũng bởi vì ở trong thành giết qua nhân bị bắt mà Lý Vân Trân cùng này mua tức phụ thôn dân, gần chính là bị miệng giáo dục phê bình. Trừ bỏ Tô Tần, trong thôn cái khác bị lừa bán nữ hài cũng bị cứu xuất ra. Thật có chút nữ hài ở trở lại trong thành sau, lại lựa chọn hồi tới đó, các nàng luyến tiếc đứa nhỏ. Tô Tần đi cảnh cục báo án, cử báo Lý Vân Trân cùng vài cái thân thích cố ý giết người, đem ngốc tử tư sống thiêu chết. Khả cảnh sát nhóm đi trong thôn, thôn dân nhóm lại tỏ vẻ trong thôn áp căng liền không có ngốc tử cùng ngốc tử mẹ hai người kia. Bởi vì không có chứng cớ, chuyện này không giải quyết được gì. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, tương đối bởi này nó bị lừa bán nữ hài, tô tần đều là may mắn. Giờ phút này thấy ngốc tử sống đứng ở cửa khẩu, nước mắt ức chế không được đi xuống chảy xuôi. Ngốc tử thấy nàng khóc, vội vàng đem thủy cắt ở tối đen ngăn tủ thượng, lấy thủ chỉ chỉ trang thủy tráng men bát, sau đó lui đi ra ngoài ngốc tử không phải thật sự ngốc hắn chính là rầu rĩ không thích nói chuyện trước mặt người ở bên ngoài biểu hiện đắc tượng ngốc tử hắn thật thông minh kiếp trước nếu không phải hắn tô tần cũng không ra được thôn tô tần quét mắt kia chén nước không có uống chờ ngốc tử lui ra khỏi phòng nàng đem thủy ngã xuống giường để tại trong thôn này kỳ thật trừ bỏ ngốc tử nàng ai cũng không thể tính này chén nước tuy rằng là hắn đưa vào nhưng nàng không xác định bên trong hay không bị hắn mẫu thân hạ dược. Mặc dù giờ phút này nàng khát cổ họng hơi nước, cũng không dám đi chạm vào kia chén nước. Nông thôn nhà ngói so ra kém trong thành ở lại hoàn cảnh, phòng ngủ mặt đất không phải thủy nê, càng không có gạch men sứ, mà là tối như mực bùn đất, lại triều lại ẩm. Trong phòng ngủ nếu không ra đăng, liền tối như mực. Nơi này liên ngăn tủ đều là tối đen cũ kỹ. Ráp giường cùng túi chữ nhật Tuy rằng cũ kỹ, nhưng tẩy thật sự sạch sẽ, mặt trên còn có tạo giác thơm ngát, nhìn ra được, ngốc tử mẫu thân thực yêu sạch sẽ. Đối lập dưới, trương tinh trong nhà lạp tháp rất nhiều, đệm chăn ẩm ướt, thả có lệnh nhân buồn nôn mốc thối. Tôi từng biết ngốc tử là một cái thế nào nhân, nếu trong nhà này chỉ có hắn, kia nàng hoàn toàn có thể an tâm. Khả hắn còn có một mẹ, đối với mẹ hắn, nàng không biết, nhưng nơi này quả đen bình thường hắc hắn mẫu thân hẳn là cùng trong thôn những người khác giống nhau, lãnh huyết vô tình. Nếu không, kiếp trước ngốc tử cũng sẽ không nhường nàng tránh ở giường để một tuần lâu. Tô Tần thực khốn, cũng không dám ngủ. Buổi tối, ngốc tử lại đi vào đến, lấy kéo cho nàng tiễn trói trụ tứ chi dây thừng. Ngốc tử đứng ở nàng bên giường, xem nàng, chỉ chỉ cách vách nhà chính. Bên ngoài, chờ ngươi. Tô Tần nhu nhu thủng đau cổ tay, theo dõi hắn cái ót gọi ra miệng phi phi ngốc tử dừng lại cước bộ rõ ràng sửng sốt quay lại thân xem nàng lúc này đây hắn xem ánh mắt nàng không lại là cái loại này ôn hòa vô hại tiểu nải cẩu là mang theo một loại lợi hại cảnh giác tôi từng bị hắn đột nhiên chuyển biến ánh mắt dọa đến có như vậy trong nháy mắt nàng cảm thấy trước mắt này đại nam hài không lại là kiếp trước nàng gặp được cái kia đơn thuần thiện lương vân phi trong lòng nàng lột bột một tiếng tài lại thật cẩn thận cấp chính mình viên nói. Nhũ danh của ta. Kêu Phi Phi. Ngươi có thể bảo ta Phi Phi. Ngốc tử ánh mắt lại ở trong phút chốc chuyển biến, ánh mắt khôi phục bình thường chỉ ra nhân khờ ngốc. Tô Tần xuống giường, mặc được hài, đi theo hắn đi nhà chính. Nhà chính lý, cửa đối diện kia mặt trên tường dán bức họa, đèn chân không vạt áo một trương hình vuông bàn ăn, mặt trên bãi hai món một canh một mâm thịt khô sao cộng hoa tỏi non, một mâm sao cải dầu tim, một bồn lớn đậu phụ tim tô canh thịt, bàn vuông ba mặt cắt xiêm áo một chén cơm. Cô Tần là thật đói bụng, xem mạo nhiệt khí cơm tẻ, trong bụng cô lỗ lỗ thẳng bồn chồn. Ngốc tử đi phòng bếp trừ tam xong chiếc đũa, trở lại nhà chính lý, đưa cho nàng một đôi. Cô Tần biểu hiện thực sợ hãi, thân mình thẳng rung lên, một bộ không dám thân thủ đi tiếp bộ dáng. Vân cầm bưng một chồng rót lạc tử du phao cải củ tiến vào, thấy tiểu cô nương đậu như run rẩy, nói với nàng. Đi lại ăn cơm, ăn no bụng tài có khí lực làm cho người ta làm con dâu không phải. Cô Tần thật cẩn thận dương mắt, chống lại Vân cầm cặp kia khôn khéo ánh mắt, trong khung thoát ra một trận lãnh ý. Cái cô gái này làn da thực bạch, ngũ quan tươi đẹp, trên người nàng tuy rằng mặt phá bố y phục, khả khí chất cũng không giống một cái phổ thông nông phụ. Kiếp trước, Tôi Tần chưa cùng nàng đánh quá đối mặt, chỉ trốn ở dưới giường nghe qua nàng thanh âm. Nữ nhân ánh mắt dường như có thể xuyên thủng hết thảy, nhìn ra được, nàng là cái khôn khéo nữ nhân, không giống Trương Phượng cùng Lý Vân Trân tốt như vậy hù làm. Vân cầm ngồi xuống sau, bưng lên bát, dương mắt xem đứng ở trước bàn, cúi đầu nữ hài. Nữ hài thoạt nhìn bất quá 15-6 tuổi, trên người mặc giáo phục, tóc rối tung, trên mặt có thương tích, thả có bệnh mề đây, nhìn không ra diện mạo nàng cầm một cái không bát, cho nàng múc một chén tô canh thịt, ngồi xuống, ăn cơm. Tô Tần một bộ không dám làm trái bộ dáng, ngồi xuống, nhặt lên chiếc đũa bưng lên trán men bát, không dám nhìn thẳng bất luận kẻ nào ánh mắt, lập tức đem mặt vùi vào trong bát, giả ý bào hai khẩu cơm. Vân cầm nhìn chầm chầm vào nàng, cười lạnh một tiếng. Này trận cười lạnh nhường Tô Tần da đầu nhất ma. Yên tâm ăn, bên trong mạc dược. Ngươi này phúc bộ dáng, con ta cũng không thể đi xuống miệng. Vân cầm ngoài miệng lời nói lạnh nhạt, lại hướng nàng trong bát chọn nhất dũa rau dưa, ngươi thật may mắn, không thiếu cánh tay thiếu chân, bị bán được nhà ta. Ở trong thôn, ai đều biết đến thân phận của nàng, cho nên những người đó buôn lậu bình thường sẽ không chủ động cùng nàng buôn bán. Nàng hôm nay vừa mua Tô Tần, buổi tối nàng xuất môn hái đồ ăn, liền phát hiện chính mình bị láng giềng hàng xóm giám thị. Tô Tần nghe vậy, bào một ngụm cơm, mặc dù đói chịu không nổi, cũng không dám lại nhiều ăn một miếng. Nàng ăn một miếng cơm, liền thật cẩn thận xem liếc mắt một cái vân cầm, biểu có vẻ giống một cái nhận đến kinh hách tiểu miêu mễ. Vân cầm hỏi nàng. Ngươi là người ở nơi nào? Nàng sửng sốt một chút, thanh âm yếu ớt văn nha. Vân. Dương. Vân cầm không lại nói chuyện, cúi đầu ăn cơm. Trên bàn cơm lâm vào yên tĩnh, chỉ nghe thấy chiếc đũa va chạm tráng men bác phát ra ra thanh âm. Sau khi ăn xong, ngốc tử đứng dậy, trầm mặt ôm bác đũa đi bên ngoài phòng bếp. Chờ ngốc tử rời đi, vân cầm cũng từ một bên ngăn tủ thượng, lấy xuống tú một nửa hài điếm, bắt đầu theo thù may vá sống. Vân cầm vừa đội phương pháp tu từ, khuỷu tay liền bị tiểu cô nương lấy ngón tay trạt trạc. Cần. Hỗ trợ sao? Vân cầm cho rằng tiểu cô nương ít nhất khoảng vài ngày, mới dám chủ động nói với nàng không nghĩ tới tài ăn một bữa cơm công phu liền bắt đầu cùng nàng bắt chuyện nàng cười nói u các ngươi trong thành đến nha đầu còn có thể làm này cô tần gật gật đầu ân ta không có thân nhân ở cô nhi viện lớn lên cái gì thủ công sống đều sẽ về sau còn muốn nhận được các ngươi chiếu cố ta không thể ăn không phải trả tiền bạch uống nàng nói cho đối phương chính mình là cô nhi lại tỏ vẻ về sau muốn nhận bọn họ, chiếu cố, ngụ ý, đã tiếp nhận rồi trước mắt chuyện thực, nàng đối ngoại mặt không có gì vướng bận, sẽ ngoan ngoãn cùng bọn họ sống, tưởng lấy này nhường đối phương thả lỏng cảnh giác. Nàng vẽ mặt thành khẩn bộ dáng, làm cho người ta thấy không ra là ở trang ngoan. Này nữ hài, đại khái là ở trương tinh trong nhà bị không ít tra tấn, cho nên đến nàng nơi này sau tài như vậy ngoan. Vân cầm tưởng nếu vân cầm là lý vân trân cái loại này nhân lúc này khả năng đã cười đến không khép miệng được đáng tiếc nàng không phải nàng đánh giá một hồi tô tần ánh mắt thu hồi một bên sâu kim tuyến vừa nói ta nơi này đích xác không dưỡng ăn không phải trả tiền bạch uống nhân ngươi cho là hội làm điểm việc ta liền thẳng cho ngươi lưu lại chờ trên người ngươi bệnh mề đây tốt lắm ta nhường trương phượng mang ngươi đi tô tần ngực nhảy dựng lực khiếp sợ cái cô gái này biết trên người nàng không phải bệnh truyền nhiễm, mà là bệnh mề đây, lại nhường Trương Phượng mang nàng đi. Nếu nàng lại bị Trương Phượng mang đi, là sẽ về đến Trương Tinh nơi đó, vẫn là bị bán trao tay cấp 60 tuổi lão nhân. Cái cô gái này, nhường tô tần tróc đoán không ra. Nàng chẳng lẽ không là muốn muốn một cái hội sinh con con dâu? Nếu không phải, khi nàng mua chính mình đến, là muốn làm cái gì? Nàng sửa sang lại một phen suy nghĩ sau, ra một cái thực đáng sợ kết quả. Nàng thử thăm dò hỏi Vân Cầm. Ngài là người bên ngoài, bị đưa đến nơi này. Vân Cầm tay rung lên, châm chọc chui vào chỉ trong bụng. Nàng cầm trong tay này nọ đánh nghiêng, đột nhiên nắm chặt tô tầng cổ, cái trán gân xanh hiện ra. Khi không gọi đưa. Kêu quải. Là cường đạo hành vi. Cường đạo hành vi ngươi hiểu không? Tô Tần bị nàng khát thở hỗn hển, đẩy nàng một phen, tránh thoát nàng chất cốc. Nàng sau này liên lui vài bước, sau thắt lưng để ngăn tủ, xoa cổ, nhíu mày xem trước mắt này đột nhiên nổi điên nữ nhân. Chúng ta có cơ hội đi ra ngoài. Nàng kinh ho một tiếng, tiếp tục nói. Có một họ lê nghiên cứu sinh đến bên này chi giáo, hắn là chúng ta đi ra nơi này hy vọng. Vân cầm nghe vậy, cười lạnh một tiếng, Dường như nghe nàng nói một cái thực thiên chân chê cười. Hôm nay ta nghe Trương Tinh nói, hắn sẽ đến thôn này tử thải phong. Tô Tần dừng một chút, tiếp tục nói. Nơi này nhân sẽ không cho ngươi đi ra ngoài, nhưng con trai của ngươi cùng ngươi bất đồng. Hắn là đại sơn lý đứa nhỏ, lại là thôn dân trong mắt ngốc tử, đại gia đối hắn không có phòng bị chi tâm. Ngươi có thể đi cùng Trương Tinh tranh thủ, đưa hắn đi đến trường. Vân Tầm dừng cười lạnh bắt đầu một lần nữa xem kỹ trước mắt cô nương này làm lại một đời hết thảy hướng đều trở nên không giống với khả nàng vẫn thân ở nguy hiểm bên trong thượng một đời ngốc tử không có đi đến trường cho nên hắn ở đi đồng la hương sau khiến cho các học sinh chú ý làm cho hai người bại lộ mà này một đời nếu ngốc tử có thể chính đại quang minh đi đến trường nàng liền có biện pháp nhường lê xuyên được đến nàng tin tức trường học sửa ở đồng la hương nói là một cái hương, kỳ thật hoàn cảnh cũng tốt không đến chỗ nào đi. Hai ngày trước, Lê Xuyên cùng vài cái sinh viên theo thổ lăng trấn đi đến Đồng La Hương, đi rồi một ngày sơn đạo, đến thời điểm đã buổi tối. Đồng hành đồng học trên chân đều ma nổi lên bọc nước, cho rằng đến địa phương có thể hảo hảo nghỉ ngơi, làm mọi người xem gặp trách nát ký túc xá khi, ô hô ai tai, tỏ vẻ kinh ngốc. Ký túc xá là một gian nhà ngói, nam nữ cắt một gian, hơn nửa tấm ván gỗ phô lên đại giường ghép phòng thậm chí không có môn nam đồng học nhóm không gọi là khả nữ đồng học nhóm tỏ vẻ hỏng mất thậm chí có người anh 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 khóc lên đồng học nhóm các loại oán giận hối hận đến chỗ này chỉ có lê xuyên yên lặng đem ba lô ném đi lên giường dùng bồn chứa rửa mặt đồ dùng ngựa quen đường cũ đi hậu viện đánh nước giếng rửa mặt có cái nam đồng học ôm bồn nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn vỗ vỗ vai hắn hỏi. Lê thần, ngươi làm chi muốn đến loại này địa phương quỷ quái chi giáo a, là vì thể nghiệm cuộc sống. Nói chuyện nam đồng học Kêu Dương Viên, hắn trung học thời điểm, vốn cùng Lê Xuyên đồng cấp, sau này Lê Xuyên một đường nhảy lớp, hắn đại học vừa tốt nghiệp, Lê Xuyên nghiên cứu sinh đã đọc xong. Dương Viên tốt nghiệp tính toán tiến quan trường, đến loại này lạc hậu địa phương chi giáo, đều chỉ là vì cấp chính mình tăng thêm điểm chính trị tư bản. Khả hắn không nghĩ ra Lê Xuyên vì sao sẽ đến loại địa phương này. Đời trước, Lê Xuyên tới nơi này chi giáo, là vì đắc tội nhân. Mà đời này, hắn vắt khô trong tay khăn lông, lao đem mặt, nói. Tìm người. Chương 3 Lê Xuyên Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dương viên chấn kinh rồi một chút. Tìm người. Ngươi đến này điểu không thải địa phương tìm người. Lê Thần, Ngài tìm người nào a à? Trong viện có trư, ngao ngao kêu, ngọn đèn lại ám, dương viên nhát gan, sợ tới mức trong tay tráng men bồn, loãng xoảng lan, rơi xuống đất, cầm trụ lê xuyên cánh tay. Mẹ a à, địa phương quỷ quái này ta thật sự một ngày không nghĩ ngay người, ta tưởng về nhà. Lê xuyên một m chính, cao hơn hắn một cái đầu, trung học lúc ấy, hắn là trong ban nhan trị đảm đương. Hắn bộ dạng xuất, học thần cấp đừng, hơn nữa tính cách hảo, người ngoài ôn hòa, không chỉ có nữ sinh thích hắn, nam sinh cũng đối hắn chán ghét không đứng dậy. Lần này đến chi giáo tổng cộng có 5 nữ sinh, trong đó ba cái, là vì Lê Xuyên nguyên nhân tài báo này lạc hậu địa phương. Trung học lúc ấy, dương viên chợt nghe nói Lê Xuyên gia đình điều kiện không sai, tốt xấu là cái phú nhị đại, hắn nghĩ không ra đường đường Lê Thần, vì sao sẽ đến loại địa phương này tìm người. Lê Xuyên nhíu mày, đem cánh tay theo dương viên trong tay rút ra, không có trả lời hắn. Hắn tìm đến kiếp trước thê tử, Tô Tần. Buổi tối, Lê Xuyên nằm ở trên giường, vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Hắn nghe thấy cách vách nữ sinh ở cô ô ô khóc, nhớ tới Tô Tần, nhớ tới nàng cặp kia luôn cấp mãn thủy ánh mắt. Nhớ tới biển lửa trung, Tô Tần ôm nữ nhi tình cảnh. Cũng tưởng khởi bọn họ cách liệt hỏa, đối diện cuối cùng liếc mắt một cái. Hắn giảng bài về nhà, thấy nhà hắn tiểu biệt thự thiêu cháy, khói đặc cuồn cuộn, hỏa thế rất lớn. Lê Xuyên không màng phòng cháy cùng vật nghiệp ngăn trở, vọt vào biển lửa, cho rằng có thể cứu ra các nàng mẹ con, mà hắn xem nhẹ hỏa lực lượng, cùng bị thiêu chết. Liệt hỏa cháy da thịt chi đau, hắn không có quên. Nhưng này chút da thịt khổ, như thế nào cũng để không lên mất đi tô tầng mẹ con đau. Đại khái là hắn đời trước chưa làm qua chuyện xấu, ông trời thương hại hắn, về tới gặp được Tô Tần phía trước. Hắn tỉnh lại sau chuyện thứ nhất, phải đi Tô Tần ra hỏi thăm. Nhưng mà, hắn chậm một bước, Tô Tần đã bị bắt cóc. Hắn hồi trường học thủ văn kiện, theo thông cáo lý thấy chiêu mộ thuộc khóa này tốt nghiệp đi sơn thôn chi giáo tin tức. Lê Xuyên lập tức xin đi trước đồng La Hương chi giáo, lại bận rộn lo lắng liên hệ phát tiểu chương trình, nhưng hắn đi cùng chính mình cùng đi tranh đồng La Hương, cứ một cái bị quải đến ngọn núi Cô Nương. Lê Xuyên theo tô tần miệng nghe xong rất nhiều trong thôn chuyện, đối thôn dân lưu manh trình độ cũng có biết một hai. Sơn thôn giao thông bế tắc, núi bao bọc bốn phía, bởi vì địa thế nguyên nhân, ra thôn lộ chỉ có một cái. Thôn dân nhóm giảo hoạt, một khi có cảnh sát muốn lên sơn, bọn họ tất nhiên phải nhận được thông tri, lập tức đem bị lừa bán cô nương giấu đi, thôn này 90% nàng dâu, đều là theo các nơi quải đến cô nương từng có hai gã cảnh sát đuổi theo manh mối ra được chỗ ngồi này thôn, khả hai người vào kia tòa sơn, liền rốt cuộc không có thể xuất ra. Hai gã cảnh sát mất tích, Vân Dương Thị thành lập chuyên án tổ, đối đồng La Hương phụ cận sở hữu bế tắc sơn thôn tiến hành xếp tra, lại không thu hoạch được gì. Mờ mịt đại sơn, không có một thôn dân thừa nhận có ngoại nhân đã tới. Bởi vì tìm không thấy chứng cớ, hai gã cảnh sát đến nay bị định vì mất tích dân cư. Lê Xuyên cùng chương trình đại khái nói một chút lần này hành trình tính nguy hiểm. Thôn dân điêu hoa, một vô pháp kỹ, thậm chí dám phóng hỏa giết người. Chương trình là vân dương thị hình cảnh, lấy một điều mười con người rắn rỏi. Thời gian trước, hắn bởi vì chấp hành nhiệm vụ phạm vào sai, bị cưỡng chế tính nghỉ phép. Vừa nghe muốn đi ngọn núi cứu cô nương, hắn lập tức xoa tay, hầu tử dường như kích động. Chương trình nghe xong Lê Xuyên tự thuật, một quyền nện ở trên bàn cơm. Mẹ nó, vô pháp vô thiên. Gì cũng đừng nói nữa, lão tử sao lập nghiệp hỏa cùng ngươi đi. Lê Xuyên trầm mặt một hồi, tiếp nói. Ngươi tính tình này, thích hợp thu liễm, để tránh bị nhân sự ngán chân. Tiểu tử này thần kinh đại điều, xúc động. Nhưng hắn không muốn nói chuyện, hắn sẽ không đuổi theo hỏi, này cũng là hắn vì sao tìm hắn hỗ trợ nguyên nhân. Ta dựa vào xuyến xuyến ca ngươi này ngữ khí thế nào theo ta ba dường như cốt lắm cốt lắm ta chuyện này ngươi không cần quan tâm ngươi tưởng cứu người trước hết làm chuyện của ngươi mau gác điện thoại khi chương trình mới hỏi hắn đúng rồi anh em lắm miệng hỏi một câu khi cô nương gì tình huống a à, ngài bình thường cũng không yêu sen vào nga nhân gia cô nương các ven đường bị đùa giỡn ngươi đều lạnh lùng đi qua hắn nói còn chưa dứt lời lê xuyên đã cắt đứt điện thoại Bất quá 10 phút, chương trình hãy thu đến Lê Xuyên một phần kỹ càng, tác chiến kế hoạch. Nói là kế hoạch, không bằng nói là ước thúc hắn điều lệ chế độ. Theo sau, Lê Xuyên thông qua điện thoại đình điện thoại, liên hệ Tô Tần phụ mẫu, lấy cho biết người thân phận hướng bọn họ báo cho biết Tô Tần hành tung. Nữ nhi đã mất tích một tuần, Tô mẫu thân của Tần gấp đến độ kỹ đêm đầu bạc. Bọn họ theo Lê Xuyên nơi này được đến hy vọng, lập tức đi liên hệ phụ trách tô tần mất tích án văn đội trưởng vì bảo hiểm hắn lại đánh một cuộc điện thoại đi phái xuất sở lấy nạc danh nhân thân phận cử báo cái kia thôn lừa bán dân cư hành vi hắn tỏ vẻ chính mình là trương gia câu thôn dân bởi vì khinh thường trong thôn nhân làm người khẩu mua bán cho nên mạo hiểm phạm trong thôn tối kỵ bác này gọi điện thoại mật báo hắn ở trong điện thoại tỏ vẻ vì bảo mệnh hắn không thể báo cho biết cảnh sát thân phận của hắn Lê Xuyên đi theo chi giáo đại bộ đội, trước tiên một ngày đến Đồng La Hương, mà chương trình ở ngày thứ hai đuổi tới, cũng lấy thể dục thân phận của lão sư lưu lại, giáo nơi này đứa nhỏ lộn nhào đánh quyền. Lê Xuyên cùng chương trình bên này đã chuẩn bị đầy đủ, cảnh sát bên kia nhưng không có động tĩnh. Lê Xuyên gọi điện thoại cho Tô Tần Phụ Mẫu, bọn họ tỏ vẻ, đã thông tri cảnh sát, mà cảnh sát cho bọn hắn tin tức là còn tại điều tra trung. Nhiều chờ một ngày, câu tần liền nhiều một ngày nguy hiểm. Lê Xuyên hướng hương trưởng đưa ra đi trương gia câu thải phong, tính toán cùng chương trình đi trước xem xem tình huống. Bọn họ lấy thân phận của lão sư đi qua, người trong thôn luôn luôn tôn trọng, lão sư sẽ không lấy bọn họ thế nào. Chương trình đến đến nơi đây đã ngày thứ ba, mỗi ngày giáo bọn nhỏ đánh quyền lộn nhào, đều hắn mẹ mau mệt chết. Hạ khóa, hắn cấp trống trống vọt vào Lê Xuyên cái kia tứ phía hở văn phòng, hỏi hắn. Ta lê thần, chúng ta khi nào thì nhích người đi cứu người a, ta đặt sao đều nhanh nhẹn chết. Nơi này điều kiện kém, ngủ khi trong ổ chăn lại ẩm lại lạnh, làm người ta khó có thể chịu được. Buổi tối, nam sinh, nữ sinh hai hai ôm cùng nhau ngủ, lẫn nhau sưởi ấm. Đêm qua, chương trình tưởng tiến vào lê xuyên ổ chăn, lại bị hắn cấp vô tình cấp đạp xuất ra. Chương trình, được rồi được rồi, ngài đại lão, ngài nam thần lão tử còn không hiếm lạ cùng ngươi một cái ổ chăn đâu. Đối mặt chương trình chất vấn, Lê Xuyên ném không nhanh không chậm thu thập sách vở. Tô Tần Thân hãm hổ khẩu, hắn so với chương trình sốt ruột. Này kỹ trễ, hắn chỉ cần nhất nhắm mắt, liền mộng Tô Tần ở trong thôn chịu đủ tra tấn. Khả bọn họ hiện tại không có cảnh sát duy trì, chỉ dựa vào hắn cùng chương trình, rất khó cùng một cái thôn điêu dân đối kháng. Hắn không thể xúc động, cũng không thể mạo muội làm việc, như vậy không chỉ có cứu không ra tô tần, thậm chí khả năng lại đáp thượng hắn cùng chương trình mệnh. Vì không làm cho thôn dân hoài nghi, hắn phải tìm được một cái thích hợp lấy cớ đi trương gia câu. Hôm đó buổi chiều, hương trưởng tìm đến Lê Xuyên, nói với hắn. Lê Lão Sư A, ngài muốn đi trương gia câu thải phong chuyện, ta cùng trương thôn trường nói ra. Là như vậy, ta đâu? Là không đề nghị ngươi đi vào trong đó, thôn dân đều không gì tố chất, địa thế phức tạp, sơn đạo lại khó đi, có gì hảo thải. Bằng không như vậy, ta an bày ngươi đi lưu gia thôn cùng hạnh hoa thôn. Nơi đó phong cảnh cũng không sai, không thể so trương gia câu kém. Lê Xuyên hướng về phía hương trưởng mỉm cười, thậm chí thân thiết cầm đối phương thủ, lý hương trưởng, này hai ngày, ta cấp bọn nhỏ thượng viết văn khóa, có một đồng học đem trương gia câu viết thành nhân gian tiên cảnh, ta là thật sự rất hiếu kỳ nơi đó phong cảnh, còn nữa chính là vì nơi đó địa thế phức tạp sơn đạo khó đi tài tạo nên nó nay tuyệt đẹp hoàn cảnh hương trưởng ngài không cần lo lắng ta cùng chương lão sư chúng ta đều làm qua giả ngoại sinh tồn huấn luyện thể lực không thành vấn đề gặp hương trưởng vẫn do dự bất định hắn còn nói đúng rồi hương trưởng nơi này là ta một điểm tâm ý ngài cầm xem phân phối cấp bọn nhỏ mua điểm này nọ u lê lão sư ngài đây là Hương trưởng tiếp nhận thật dày phong thư, nhất mở ra, há hốc mồm, bên trong thật dày một chồng hồng sao, đánh giá đại khái hai vạn khối. Hương trưởng tiền lương hàng tháng cũng tài 800 đến khối, hàng năm nếu hoa màu thu hoạch hảo, có thể hướng trong nhà thêm một điểm thu vào. Hương trưởng trong nhà hàng năm gia đình thu vào, cũng tài nhất vạn đến khối, này hội thu được lê xuyên hơn hai vạn quyên tiền, khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Kỳ thật, Trương Gia Câu làm được về điểm này hoạt động, hương trưởng cũng là biết một hai. Hắn cũng minh bạch, Trương Tinh vì sao hội như thế bài xích ngoại nhân vào thôn. Hắn cẩn thận lại muốn một chút, nhân gia Lê Lão Sư không ngại cực khổ, đại thật xa chạy tới cấp bọn nhỏ miễn phí lên lớp, còn cấp bọn nhỏ đưa tiền, hắn nếu liên điểm ấy chuyện này cũng không có thể cho hắn làm được, còn làm cái gì hương trưởng. Lý hương trưởng thu hảo tiền, phủng trụ Lê Xuyên Thủ, cảm động đến rơi nước mắt nói lê lão sư ngài là người tốt a à, ngài yên tâm chuyện này ta sẽ mau chóng thay ngài an bày đúng rồi ngài muốn đi vài ngày ta là như vậy tính toán lê xuyên không nhanh không chậm nói hiện tại xuân về hoa nở đầy khắp núi đồi đều là hoa dại ta tính toán mang theo bọn nhỏ đi trương gia câu thượng thải phong khóa giáo bọn nhỏ học vẽ tranh ta nơi này mua chút màu nước giấy vẽ nhất định mang theo đi đương nhiên Giáo bọn nhỏ vẽ tranh dục tốc tắc bất đạt, đại khái một tuần tả hữu đi. A, à, muốn trụ một tuần a. À. Lý Hương trưởng sắc mặt trở nên khó coi. Lê Xuyên gật đầu nói, "Lý Hương trưởng, ngài thay ta nhóm an bày dừng chân, ta cùng Trương lão sư hai người hội phó phòng phí. Ta cũng biết thôn dân nhóm đều không dễ dàng, như vậy, ta cho mỗi trễ 360 nguyên phòng phí, ngài xem thế nào?" "Không không không." Lê lão sư ngài nói như vậy chỉ thấy quái, ngài tưởng trụ, ăn ở ta đều cho ngài an bày là được. Chính là, nơi đó cũng không có địa phương có thể cung bọn nhỏ lên lớp, ngài xem này. Lê Xuyên mặt mày ôn hòa, cười nói. Đã là thải phong, đương nhiên là ở bên ngoài tiến hành. Bọn nhỏ họa sơn thủy, họa dân cư, bên ngoài tiến hành có thể. Ta theo bọn nhỏ miệng biết được, kỳ thật bọn nhỏ đi trương gia câu lộ trình, gần đây đồng la hương lộ trình muốn đoạn 40 phút tả hữu, như thế, cũng phương tiện bọn nhỏ. Lý hương trưởng, ngài nhận vì như thế nào? Lý hương trưởng bị trong tay tiền mặt trùng hôn ý nghĩ, nghe hắn nói như thế, vội vàng gật đầu nói. Hảo, đương nhiên hảo. Kia! Lê lão sư, ta cái này trở về cho ngài an bày. Ngươi thu thập hạ này nọ, ngày mai theo ta vào núi. Trừ bỏ ngài cùng chương lão sư, cái khác lão sư không đi sao? Cái khác lão sư cũng không có hội họa bản lĩnh, thả, mấy ngày nay đều vất vả, cho bọn hắn phóng một vòng giả. Lê Xuyên nói như thế. Chương 4 Vân Phi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nga, như vậy a à. Lý Hương trưởng cười tủm tỉm nói. Chúng ta nơi này điều kiện là thực gian khổ, ngày mai ta nhường các hương thân cấp vài vị lão sư đưa kỹ giường tân đạn chăn bông, nhường các sư phụ buổi tối có thể ngủ kiên định điểm. Ta còn có chút việc, trước hết đi rồi, ngày mai giữa trưa, ta tới đón các ngươi. Ân. Lê Xuyên đứng dậy, một đường đưa hương trưởng tới cửa. Cùng đi sơn thôn chi giáo lâm hiểu nhân ôm sách vở, đột nhiên theo ngoài cửa nhảy vào đến, hoa một tiếng, tính toán dọa Lê Xuyên nhưng mà nam nhân chính là thản nhiên tạo nàng liếc mắt một cái, không nói một lời trở lại chính mình chỗ ngồi, bắt đầu cấp học sinh phê chữa bài tập. Bởi vì sơn thôn điều kiện hữu hạn, rửa mặt khó khăn, cùng đi nam sinh đều trở nên lôi thôi lết thết, duy độc chỉ có lê xuyên, mỗi ngày kiên trì đi phòng bếp nấu nước tắm rửa. hắn mỗi ngày đều sẽ đổi nhất kiện sạch sẽ áo trong, đem chính mình để ý sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái ở những kia rối bù đứa nhỏ trước mặt hắn tựa như một chi khí chất lành lạnh bạch sơn chi theo bên người hắn đi qua liên hắn mang đi qua phong lý đều dường như có một loại làm nhân tâm thần dập dần thơm ngát lê xuyên ngồi ở đơn sơ trước bàn làm việc trong tay nắm hồng bút đầu cụp xuống theo mặt bên nhìn hắn nam nhân hầu kết cao ngất mũi cùng với nồng đậm lông mi dài đều thành hấp dẫn cô nương đại sát khí lê xuyên bị trở thành lê thần chủ yếu là bởi vì hắn một đường khai quải học tập kiếp sống trung học bị thanh đại đặc biệt trúng tuyển, 21 tuổi đã nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Trừ lần đó ra, hắn nhan trị cũng không tục, không chỉ có nữ sinh thầm mến hắn, cũng có nam sinh đối hắn biểu quá bạch. Lâm Hiểu Nhân lôi kéo băng ghế ngồi vào hắn trước mặt, lấy tay chống đầu, nói với hắn. Lê Thần, ngươi vừa rồi cùng hương trưởng nói trong lời nói, ta đều nghe thấy được. Ngài cũng quá coi thường người đi ta trung học tranh màu nước nhưng là lấy quá cung thiếu niên nhất đẳng thưởng. Ngày mai, ta cũng muốn cùng các ngươi đi. Nghe vậy, Lê Xuyên cầm bút thủ một chút, quay đầu xem nàng, ngươi không thể đi. Lê Xuyên ngữ khí đột nhiên lãnh xuống dưới, vẻ mặt cũng thật nghiêm túc, cùng hắn vừa rồi cùng Lý Hương trưởng nói chuyện hòa khí hoàn toàn bất đồng. Lâm hiểu nhân bộ dạng xinh đẹp, trong nhà điều kiện cũng không sai, lần này đến chi giáo, cũng hoàn toàn là vì Lê Xuyên kiếp trước, Lâm Hiểu Nhân đổ đuổi theo Lê Xuyên mười mấy năm. Lê Xuyên đã thực minh xác nói cho nàng, sẽ không ly hôn, cũng sẽ không lại thú tô tần ở ngoài gì nữ nhân, khả Lâm Hiểu Nhân quyết tâm, tỏ vẻ chỉ cần nàng còn sống một ngày, liền tuyệt sẽ không buông tay. Lê Xuyên ở Nam Đại giảng bài, mà Lâm Hiểu Nhân cũng ở lại Nam Đại nhậm giáo. Lâm Hiểu Nhân hóa trang, trên người nước hoa vị nồng liệt. Nàng nháy mắt xem Lê Xuyên, hỏi hắn, vì sao a, à, Nga? Ta đã biết ngươi là lo lắng ta mệt, đúng hay không? Lê Thần, ngươi yên tâm, ta không thành vấn đề. Đã trải qua kiếp trước bi kịch Lê Xuyên, đã không giống kiếp trước như vậy, người ngoài đại sự đều lấy ôn hòa thái độ chỗ chi. Lâm Đồng học hiểu lầm. Hắn trực tiếp nhíu mày, nói: Ngươi tuy rằng là nữ nhân, nhưng chúng ta bất luận kẻ nào đều không có nghĩa vụ chiếu cố ngươi, nhân nhượng ngươi Thỉnh Lâm đồng học có chút tự mình hiểu lấy, không cần thử lại đồ tha nhân chân sau. Nữ hài mặt mày công công, dựng thẳng lên hai ngón tay thề: "Ta Cam Đoan sẽ không tha đại bộ đội chân sau." A. À, trùng sinh sau, Lê Xuyên dường như trở nên không có kiên nhẫn. Hắn nhớ tới các học sinh thường bắt tại bên miệng một câu, cư nhiên thốt ra: "Có phải hay không cản trở, chính ngươi trong lòng không điểm bức sổ." Lời tuy nhiên khó nghe nhưng hắn hy vọng chính mình có thể cấp cô nương lưu lại một cái rất xấu ấn tượng ở lâm hiểu nhân trong lòng mặc dù lê xuyên không thích xen vào luôn cùng nữ đồng học bảo trì khoảng cách nhưng hắn người ngoài cũng rất nho nhã lễ độ nàng hiển nhiên bị lê xuyên miệng đột nhiên tuôn ra thô khẩu dọa đến đây là n năm sau lưu hành internet dùng từ bị lê xuyên hiện tại nói ra thành đã kích nữ hài có lực lượng mạnh nhất trong lời nói nữ hài hốc mắt đốn hồng miệng nhất biết bụng mặt khóc ra. Vốn cho rằng Lê Xuyên hội an an ủi nàng hai câu, lại không nghĩ rằng nam nhân trực tiếp bỏ lại sửa chữa một nửa bài tập, đứng dậy đi ra ngoài. Nam nhân đã rời đi văn phòng, nữ hài cũng đừng khóc, nhu nhu sưng đỏ hốc mắt, xem Lê Xuyên rời đi phương hướng, cắn chặt môi. Ngày thứ hai giữa trưa. Lý Hương trưởng mang theo nhân lưng ba lô đến trường học, giúp đỡ Lê Xuyên cùng chương trình lưng này nọ. Lê Xuyên mang gì đó không nhiều lắm các món tắm rửa quần áo cùng rửa mặt đồ dùng, cái khác, đều là cấp các học sinh dùng thuốc màu cùng giấy vẽ. bọn họ kiểm kê thứ tốt, chuẩn bị lên lầu khi Lâm Hiểu Nhân mặc hậu để giày, khóa một cái hàng hiệu đang kiên bao theo ký túc xá lao tới, thật xa đối bọn họ vẫy tay, vân vân, Lê Lão sư, trương lão sư, đợi ta với, ta cũng đi. Lâm Hiểu Nhân chạy đến, ở bọn họ trước mặt dừng lại, thở hỗn hển khẩu khí, thẳng thắng sống lưng dương mắt nhìn chầm chầm Lê Xuyên cầm. Lê Thần, ta cũng đi, thật sự, ta cam đoan sẽ không cản trở. Trong lòng ta nhất định có. Bức sổ. Lê Xuyên cùng chương trình liếc nhau. Chương trình đem Lê Xuyên kéo đến một bên, hỏi hắn. Bạn hữu, ngày sau lại thế này nhi? Này còn chưa có cứu ra một cái, lại cho bọn hắn đưa vào đi một cái. Ngươi không cùng nàng giảng, cái kia thông tình huống A. À. Ta giảng nàng sẽ tin. Lê Xuyên nâng tay nhu nhu mi tâm. Lý Hương trưởng nhìn nhìn Lâm Hiểu Nhân, lại nhìn Lê Xuyên cùng chương trình, hỏi. Động. Lâm Lão Sư cũng muốn lên núi. Lâm Lão Sư ngài cũng sẽ không vẽ tranh, ngài lên núi làm cái gì? Lâm Hiểu Nhân ưỡng ưỡng ngực bô, vốn là mặt thấp ngực tâm lĩnh áo lông, bộ ngực nhất đỉnh, kia đoàn bạch đi theo nhoáng lên một cái. Nàng nói. Ai nói ta sẽ không vẽ tranh? ta họa được khen hảo thôi. Lý Hương trưởng nhìn xem ánh mắt thẳng, vội vàng lại đem ánh mắt viết hướng Lê Xuyên. Lê Lão Sư, ngài không phải nói, cái khác Lão Sư không có hội họa bản lĩnh sao? Lê Xuyên quay lại thân, xem Lâm Hiểu Nhân. Sơn Đạo gập gền thả dài, xài lan lợn rừng trong núi hoành hành, Lâm Lão Sư một cái nữ hài không sợ sao? Ta không sợ. Có ngươi cùng chương Lão Sư, lại nói, còn có hương trưởng đâu, ta sợ cái gì? Lâm Hiểu Nhân nhìn về phía hương trưởng, mặt mày nhất loan cười nói. Là đi hương trưởng. Lý hương trưởng nhận vì nhiều một cái lão sư cũng tốt, không chừng có thể ngắn lại bọn nhỏ giờ dạy học, khả năng không đến một tuần có thể giáo xong rồi, cũng khiến cho nàng để lại. Thông dân nhóm tôn trọng xuống nông thôn chi giáo lão sư, hơn nữa Lâm Hiểu Nhân vẫn là Lý Hương trưởng tự mình mang đi qua, phỏng chừng thông dân cũng không dám có ý đồ với Lâm Hiểu Nhân. Lê Xuyên cùng chương trình cũng không lại ngăn đón nàng, một đường cùng nàng bảo trì khoảng cách. Tô Tần buổi tối cùng Vân Cầm cùng ngủ, bởi vì mấy ngày nay ép buộc, nàng một giấc ngủ đến 9 giờ. Dân quê thói quen ở Thái Dương còn chưa có dân lên tiền liền xuống đất làm việc nhà nông, nàng buổi sáng đứng lên khi, Vân Cầm đã mang theo Phi Phi xuống đất làm việc, trong nhà chỉ còn nàng một người. Nàng đứng lên, dùng ngón tay tùy ý quát một chút tóc, trắc thành đuôi ngựa xuất ra trải qua nhà chính, thấy nhà chính tứ phương trên bàn bãi thừa đồ ăn cơm thừa, dùng kỳ thủ sẵn. Nàng xốc lên kỳ, bên trong là hai căn nồi khoai lang luộc, nhất tiểu điệp dưa muối, một chén đậu xanh cháo. Nàng là thật đói bụng. Tối hôm qua bởi vì hoài nghi vân cầm, cũng không có ăn kỹ khẩu cơm, này hội nhặt lên khoai lang lang thôn hổ ít hướng miệng nhét, bị nghẹn, chạy nhanh lại uống hai khẩu cháo, nhưng ngạnh ở ít hầu khẩu đồ ăn tràn đầy trượt đi xuống. Ăn được cơm, nàng đem bát đổ thu hồi Lui tới phòng bếp đi Phòng bếp ở chuồng heo bên cạnh Muốn trước theo nhà chính đi ra ngoài Lại dọc theo bên tay phải thẳng đi Đến cuối đó là phòng bếp Trong phòng bếp là thổ thế táo đài Chân tường chung quanh mã ngay ngắn Chỉnh tề củi lửa Cô tần theo thủy hang lý đánh hai điều thủy Cầm chén tẩy hảo sau xuất ra Thấy trong viện đứng vài cái tiểu hài tử Chính cười hì hì đánh giá nàng Thấy nàng xuất ra tiểu hài tử nhóm thẹn thùng trốn được thụ mặt sau. Hai cái tiểu nam hài trùng nàng nhăn mặt, triêu nàng quăng thạch đầu, cười nhạo nói. Ngốc tử lão bà là người quái dị, sinh đứa nhỏ cũng sẽ là người quái dị. La 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 la. Thạch đầu nện ở tô tầng trên mặt, đau nàng táp lưỡi. Nàng cao mày, đang muốn hồi ốc, thấy có cái khoảng 8 tuổi, lại hắt vừa gầy tiểu cô nương, nhặt một chi trúc điều đi lại, đuổi theo triêu tô tầng quăng thạch đầu nam hài đánh, biên đánh biên mắng. Cho ngươi lại khi dễ nhân. Lại khi dễ nhân. Đánh chết ngươi. Đáng giá chú ý là, cái kia 8 tuổi tiểu cô nương, lưng một cái ba lô, bên trong một cái khoảng một tuổi, bi bô tập nói tiểu muội muội Bởi vì nông thôn điều kiện hữu hạn, kỹ một đứa trẻ trên người quần áo đen xì, thủ mặt cũng bẩn, giống trong thành ven đường ngồi xin cơm tiểu khất cái. Cách thật xa, dường như đều có thể nghe thấy gặp trên người bọn họ vị nhân. Nam Hài bị tỷ tỷ đánh cho thẳng khiêu, vừa chạy vừa rống. Trương Tú Tú, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Ta phải đi về nói cho Gia Gia nải nải. Nhưng Gia Gia đánh chết ngươi cái bồi tiền hóa. Nam Hài rất nhanh chạy không có ảnh. Nữ Hài nắm chút điều, lưng bi đi bô tập nói tiểu muội muội triêu tô tần đi tới, cùng nàng xin lỗi nói. Thật có lỗi a tỷ tỷ, ta đệ đệ chính là thảo đánh, lần sau hắn lại đánh ngươi, ngươi lấy gậy gộc trừ hắn, ngoan kính trừ. Tô Tần đánh giá trước mắt nữ hài, nàng bất quá cũng tài 8 tuổi, vẫn là một đứa trẻ, trên lưng lại lưng một cái một tuổi đứa nhỏ, nhỏ như vậy tuổi này, lại đam nổi lên người trưởng thành trọng trách. Thông này tử nữ hài rất ít, hoặc là ở sinh ra khi đã bị chết đuối, hoặc là vừa được 15-6 tuổi, bị cha mẹ cầm cấp trong nhà nam hài đổi hôn. Hiển nhiên, này nữ hài cũng đào thoát không xong tương lai cấp đệ đệ đổi tức phụ vận mệnh tô tần lắc đầu trùng nàng nói không có việc gì sau đó vào phòng trở lại phòng trong nàng dùng thủy chiếu chiếu mặt nửa bên mặt tuy rằng còn thủng bệnh mề đây đã tiêu đi xuống không ít nàng theo vân cầm trong ngăn tủ phiên một khối bố đem chính mình đầu khỏa đứng lên bệnh mề đây cùng ứ thương rất nhanh sẽ hảo nàng không thể nhường thôn dân thấy nàng vốn bộ dạng tuy rằng nàng không phải khuynh quốc khuynh thành diện mạo, nhưng ở thôn dân trong mắt, ngốc tử xứng xấu nữ, mới là bình thường. Nếu ngốc tử xứng một cái bộ dạng cũng không tệ tức phụ, tất nhiên hội đưa tới nhà ngôn toái ngữ. Nàng đối chính mình bộ dạng vẫn là có vài phần tự tin, tuy rằng không phải minh tinh mặt, nhưng ở người thường lý, coi như là phát triển loại hình. Nhanh đến giữa trưa, Vân cầm mang theo Vân Phi trở về nhà, dẫn theo điểm thảo dược trở về. Vân cầm đi phòng bếp nấu cơm, mà Vân Phi tắt đem thải đến thảo dược ma thành tương trạng, dùng chén nhỏ chứa, đoan đến nhà chính cấp tô tần bôi thuốc. Tô tần thương đều ở trên mặt, chính nàng cũng áp căng nhìn không thấy. Vân Phi dùng ngón tay thấm đẫm thủ một điểm dược, hướng trên mặt nàng mạc, động tác rất nhẹ, nàng lại đau nhe răng, sau này co rụt lại. Vân Phi ngữ khí không có độ ấm. Đừng nhúc nhích. Tô Tần không lại động, gần gũi xem Vân Phi, vẫn thấy không chân thực. Đời trước, nàng kiếm hắn nhiều lắm. Đời này, nàng vô luận như thế nào cũng muốn đưa bọn họ mẫu tử mang rời núi thôn, mang ra người này gian địa ngục. Bọn họ phải đi bước đầu tiên, là muốn thuyết phục Trương Tinh đồng ý nhường Vân Phi đi theo trong thôn bọn nhỏ, cùng đi lê giáo sư nơi đó đến trường. Vân cầm tối hôm qua đã đem chính mình thân thế cùng tô tần công đạo một lần. Nàng nguyên bản là nam đại nghiên cứu sinh, đại thái 16 năm trước, bị lừa bán đến nơi đây. Phải biết rằng ở hơn 10 năm tiền, cái kia niên đại liên sinh viên đều rất ít, nghiên cứu sinh lại quý hiếm động vật. Nhưng chỉ có như vậy một cái cao bằng cấp tri thức nữ thanh niên, bị lừa bán đến loại địa phương này. Mà nàng lúc đó bị lừa bán tới được thời điểm, đã có một tháng mang thai. Vân cầm bị bán cho một cái thật khờ tử, nàng không có tô tầng may mắn. Nàng vì bảo trụ trong bụng thai nhi, không dám phản kháng, nhẫn nhục im hơi lặng tiếng. Khi ngốc tử là thật ngốc, đối nàng rất tốt, nàng cũng thuận lợi sinh hạ trong bụng thai nhi. Nàng không trách ngốc tử, bởi vì hắn không có nhận thị phi năng lực, khả nàng hận thấu ngốc tử cha mẹ, cùng với trong thôn mọi người. Là bọn hắn, hủy nàng khi còn sống. Nếu không phải này đó ma quỷ, nàng hiện tại hẳn là có chính mình gia đình, có một yêu thương nàng lão công, có một phần thể diện công tác nàng khả năng sẽ là đi mang phong chức tràng nữ cường nhân. Nàng bị lừa bán đến nơi đây, không chỉ có hủy một gia đình hạnh phúc, lại lãng phí quốc gia tài nguyên. Tối khổ là Vân Phi, từ nhỏ đi theo nàng chịu khổ, còn phải giả ngu. Chương 5 Lên núi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vân cầm gia sân rất lớn, rất nhiều tiểu hài tự thích tìm đến Vân Phi ngoạn hắn ở tiểu hài tử nhóm trước mặt biểu hiện si si ngốc ngốc bị nhân khi dễ vẫn cũng không hội hoàn thủ trong nhà sao cũ lạc hắn hội phụng cấp bọn nhỏ cùng nhau ăn nam hài nhóm cảm thấy vân phi đặc chuẩn, nữ hài nhóm cảm thấy vân phi đặc hảo nói thiếu tính cách hảo hơn nữa hắn tuy rằng ngốc nhưng thu thập thực sạch sẽ mùa hè trên người hắn có tạo giác thơm ngát không giống cái khác nam hài trên người tất cả đều là thối hãng vị Giữa trưa, bọn nhỏ đến vân gia trong viện ngoạn nhi tạp bao cát, khiêu ô vuông trò chơi. Hàng xóm phụ nữ, cũng cầm hài điếm cùng châm tuyến đi lại, ngồi ở nhà bọn họ trong viện, một bên xem bọn nhỏ chơi trò chơi, một bên lấy ra công tán gẫu. Bốn nữ nhân, câu được câu không tán gẫu. Cách bách lý tố hoa hỏi vân cầm. Cầm nhi, nghe nói ngươi ngày hôm qua cấp phi phi mua cái tức phụ. Nghe lời không? Vân cầm trên đùi phóng giỏ trúc, bên trong châm tuyến quấn quanh ở cùng nhau, lực hiển hỗn độn. Nàng một bên sửa sang lại châm tuyến, một bên trả lời nói: "Còn được thông qua." Đại khái là bị đánh sợ, thực nghe lời, hội giúp đỡ rửa chén làm việc. "Ân." Ừ. Chính là xấu điểm nhi. Bất quá cũng không xong, có thể sinh đứa nhỏ là đến nơi. Lý Tố Hoa tu một tiếng. May bộ dạng xấu, muốn bộ dạng đẹp mắt không chừng thế nào làm ầm ĩ trương nhị oa gia cái kia tức phụ các ngươi biết đi chật bộ dạng quái thủy linh kết quả không quá hai ngày nháo muốn giết trương nhị oa cả nhà còn muốn đi báo nguy kia nha đầu chết tiệt kia cư nhiên còn tưởng hạ thuốc chuột cùng trương nhị oa đồng quy vô tận các ngươi đoán như thế nào cái khác mấy người phụ nhân trừng mắt to đánh chết tốt xấu là tiêu tiền mua động khả năng đánh chết đâu Lý Tố Hoa hít vào một hơi, nói: "Trương Phượng cái kia nhẫn tâm, đem con dâu hai chân hai chân đều chém, ta nhìn quá một hồi, vốn đỉnh thủy linh nhất nha đầu, trở nên điên điên khùng khùng. Ở trong chuồng heo nơi nơi đi, đã điên rồi. Thật sự là nghiệp chướng a." "Hi, y ta nói, chuyện này cũng không thể quái Phượng Nhi đi. Nếu không là nha đầu kia tưởng độc chết nhân, Phượng Nhi hội trang loại này thiếu đạo đức sự." "Y ta nói, là nha đầu kia tâm ngoan chẳng trách nhân chưa cho nàng kéo đi thiên thai thượng thiêu chết chính là nhân từ bất quá nói trở về chúng ta cầm nhi lúc đó chẳng phải trong thành đến tức phụ nhìn nhìn chúng ta cầm nhi nhiều thiện lương ở tại chỗ này nhiều vui vẻ nữ nhân nói thân thủ đi qua vỗ vỗ vân cầm kiên vân cầm cúi đầu không nói khóe môi nhếch lên một tia cười yếu ớt trong bụng lại một trận cuồn cuộn tưởng phung nàng hướng về phía trong cửa sổ rống lên một tiếng. Tiểu tần, cho ta lấy nhất dúng tơ hồng xuất ra. Không một hồi, ngồi ở trong viện nói chuyện phím nông phụ nhóm, liền thấy một cái dáng người nhỏ gầy, bọc khăn trùng đầu nữ hài nắm nhất dúng tơ hồng đi ra. Nàng run run rẩy rẩy đem tơ hồng đưa cho vân cầm, thủ rõ ràng run run. Nàng dương mắt chống lại lý tố hoa ánh mắt, giống một cái chấn kinh con thỏ nhỏ, vội vàng gục đầu xuống, nhanh chóng vào phòng chờ nàng vào phòng, Lý Tố Hoa nói với mọi người. Các ngươi nhìn nhìn, cầm nhi đem con dâu giáo thật tốt. Mới đến ngày đầu tiên, nhường can gì liền can gì. Hôm nay buổi sáng, cầm nhi cùng Phi Phi đi ra ngoài làm việc, này cô nương một người tiến phòng bếp cầm chén tẩy sạch, theo phòng bếp xuất ra, lại chính mình trở về phòng, đổ đỉnh thành thật. Vân cầm tiếng cười thanh thúy. Chúng ta Phi Phi tuy rằng ngốc, nhưng bộ dạng thể diện nàng có thể gả cho chúng ta gia phi phi cũng là nàng chịu phục đâu là 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 đừng nói nhà các ngươi phi phi a à, bộ dạng là thật thể diện so với kia cái tân bạch nương tử truyền kỳ lý hứa tiên hoàn hảo xem lại nhảy đúng vậy nhà các ngươi phi phi diện mạo tùy ngươi chính là đáng tiếc vân cầm bỗng nhiên nhớ tới cái gì hỏi lý tố hoa tẩu tử thông trường là ngươi cháu ngài xem xem có thể hay không đi theo thôn trường nói nói, nhưng nhà ta Phi Phi cũng đi niệm cái thư. Nhà chúng ta Phi Phi đi, từ nhỏ đi theo ta cạn sống, đều có tức phụ, cũng không hưởng thụ quá đến trường tư vị nhi. Ta đi, muốn cho hắn cũng thể nghiệm một chút đọc sách tư vị nhi. Này! Lý Tố Hoa vẻ mặt khó xử, nói. Đều là làm mẹ, ta đương nhiên biết ngươi là vì con hảo. Khả Phi Phi loại tình huống này, lại không có khả năng ra thôn, đi đến trường, có gì ý nghĩa." Vân Cầm nắm giữ lý Tố Hoa thủ, nói: "Tẩu tử, ngài không biết, chúng ta Phi Phi mỗi ngày ngồi ở cửa, xem người khác gia đứa nhỏ lưng túi sách về nhà, nhiều hâm mộ. Hơn nữa đi, Phi Phi hắn cha không niệm quá thư, hiện tại không phải miễn phí đến trường sao? Chúng ta Phi Phi tốt xấu cũng là trong thôn Nam Đinh, thế nào liền không thể đi niệm cái thư. Chẳng sợ hắn chỉ học hội vài cái chữ số, Ta này là mẹ trên mặt cũng có quan a. Lý Tố Hoa vẻ mặt khó xử. Tô Tần cách cửa sổ nghe thấy bên ngoài nói chuyện, thở dài một hơi. Buổi sáng Vân Cầm cùng Phi Phi tuy rằng không ở nhà, nhưng láng giềng hàng xóm lại dám thị nàng. Nàng buổi sáng nếu có xuất viện hành động, lúc này Lý Tố Hoa nhất định sẽ đề nghị Vân Cầm giảm giá đùi nàng. Đời trước, nàng đó là nghe xong này đó bị đánh gãy chân ví dụ, cho nên mới không dám chạy mặt sau nghe nói trương tinh muốn đem nàng bán cho lão nhân tài được ăn cả ngã về không lần đó chạy trốn không thành công không chỉ có bị nắm trở về cũng hại chết vân phi đầu thôn có một hiến tế dùng thiên thai không có cải cách mở ra tiền thôn này phong kiến mê tín hàng năm đều phải thiêu chết một cái thiếu nữ tế thiên cải cách mở ra sau loại này hiện tượng bị ngăn lại thôn dân liền lấy đến thiêu phạm thôn quy nhân ở trong thôn thôn dân phải tuân giữ quy củ đoàn kết. Ai dám thả chạy người khác gia tức phụ, liền nhất định sẽ bị thiêu chết tế sơn. Mà Vân Phi, đời trước liền xúc phạm này nhất tối kỵ, thả chạy tô tần, tài rơi xuống một cái bị thiêu chết kết cục. Vân Phi biết thân phận của tự mình, hắn đồng mẫu thân giống nhau, thống hận người trong thôn, cũng khát vọng bên ngoài thế giới, muốn biết thân sinh phụ thân dài cái gì bộ dáng. Buổi tối Vân cầm bắt một cái lão gà mái đi Lý Tố Hoa trong nhà. Có thể xin đảng lão gà mái trị điểm tiền. Lý Tố Hoa bắt người nương tay, ban Vân Phi đến trường chuyện, nàng cũng đáp ứng xuống dưới. Tô Tần ở nhà tìm được một căn ngón cái trưởng bút máy cùng một trương giấy bản. Nàng ghé vào trên giường, chính đương một chút bên ngoài ánh sáng, bằng vào kiếp trước trí nhớ, họa một trương bản đồ. Trương gia câu núi bao bọc bốn phía, chỉ có một cái đường đi ra ngoài nhưng mà ở phía sau sơn đông nam diện một khối nham vách tường sau có một thiên nhiên hình thành sơn động sơn động phía dưới là thủy theo tiểu thác nước chảy về phía đồng la hương đại hà lý kiếp trước vân phi tìm được cái kia sơn động hai người ở thôn dân truy kích hạ được ăn cả ngã về không ông một căn cây khô lao xuống thác nước theo hà bay tới đồng la hương nhưng này con đường rất hiểm kiếp trước nàng cùng vân phi thiếu chút nữa bị chết đuối có thể sống sót hoàn toàn là vận khí nàng không xác định kiếp này hay không còn có như vậy vận khí cho nên không dám mạo cái kia hiểm lại càng không dám lấy vân phi cùng vân cầm hai người mệnh đi mạo hiểm nàng họa này bản đồ đều chỉ là vì để ngừa vạn nhất trừ phi vạn bất đắc dĩ nếu không này chạy trốn kế hoạch nàng không sẽ lo lắng hiện tại phương pháp tốt nhất là nghĩ biện pháp nhường vân phi đi đến trường liên hệ lên lê giáo sư lê giáo sư kiếp trước là tin tức đối kháng kỹ thuật chuyên nghiệp giáo sư này chuyên nghiệp quốc nội hiếm thấy là nam trường đại học môn vì quân sự lĩnh vực mở nam đại ở đông xuyên tiết kiệm cẩm dương thị mà cẩm dương làm trung quốc khoa học kỹ thuật thành quân công nghiệp phát đạt lê giáo sư không chỉ có ở nam đại dạy học cũng vì cẩm dương cửu sở cung cấp internet an toàn phòng hộ cẩm dương cửu sở là trung quốc công trình vật lý viện nghiên cứu là quốc gia độ cao giữ bí mật đơn vị, Trung Quốc duy nhất vũ khí hạt nhân nghiên cứu chế tạo sinh sản đơn vị. Làm internet an toàn phòng hộ Lê giáo sư, tự nhiên cũng tin thông mật mã học. Cô Tần cùng hắn kết hôn sau, hắn giáo cô Tần câu đầu tiên ma tư mật mã là phiên dịch đi lại là ta yêu ngươi. Cô Tần ở Lê giáo sư nơi đó học mật mã không nhiều lắm, nhưng muốn phát ra đơn giản cầu cứu tin tức, nàng là không thành vấn đề. Nàng tin tưởng. Nếu một cái nữ hài theo Thâm Sơn bên trong hướng hắn phát ra cầu cứu, mặc dù hắn không có đồng tình tâm, cũng sẽ bởi vì tò mò mà đến Thâm Sơn bên trong tìm nàng. Tô Tần trên mặt thảo dược làm được rất nhanh, cần tẩy sạch sẽ một lần nữa phu. Vân Phi nhặt thảo dược phá đi, đoan tiến phòng ngủ, ở mép giường biên ngồi xuống. Tô Tần đặt xuống bút, dương mắt xem trước mắt hình dáng này mạo sạch sẽ nam hài. Hắn dùng ngón tay ở trong bát dính một điểm thảo dược, nói với nàng: hái điệu khăn che mặt. Tô Tần hái điệu khăn che mặt, lấy ra hắn lấy vào khăn lông, đem mặt lau sạch sẽ. Trên mặt nàng bệnh mề đây đã tiêu đi xuống, trên da chỉ dư sao điểm đỏ, trên mặt ứ thủng cũng tiêu, khôi phục dĩ vãng bàn tay Nga đảng mặt. Tuy rằng trên mặt còn có chút hứa vết thương, nhưng cũng không ảnh hưởng chỉnh khuôn mặt xinh đẹp. Ánh mắt của nàng ôm nhu bình tĩnh, có sông xinh đẹp mày lá liễu, trong ánh mắt nàng có quật cường, cũng trong trẻo giống bị sáng sớm thứ nhất lũ ánh mặt trời bao phủ một giọt sương sớm, linh khí dư thừa. Nữ hài ngũ quan xinh đẹp mắt, nhất là cặp kia mày lá liễu, tế mà thanh tú. Vân Phi lần đầu tiên gặp tốt như vậy xem nữ hài. Hắn cho nàng bôi thuốc khi, nữ hài đem mặt thấu đi lại, kiều trưởng lông mi giống đem tiểu phiến cao thấp kích động, nữ hài ôm ôm hơi thở phun tung tóe ở hắn hầu khẩu, chọc hắn tim đập da tốc 15 tuổi nam hài chưa từng có cùng cùng tuổi nữ hài tiếp xúc gần gũi thể nghiệm, bỗng nhiên mặt đỏ. Tô Tần đang suy nghĩ chuyện gì tình, không chú ý tới nam hài biến hóa. Ở trong lòng nàng, Phi Phi là nàng thân nhân, nàng cũng áp trăng không cảm thấy có cái gì không ổn. Nam hài chỉ phúc ở nàng hai gò má thượng nhẹ nhàng nhấn áp, nàng cho mày, hắn lập tức dừng lại, bắt đầu trách tự trách mình. Xuống tay trọng. Ta có thể gọi ngươi Phi Phi sao? Tô Tần đột nhiên dương mắt hỏi hắn. Vân Phi ánh mắt lượt kinh ngạc, sau đó tài gật đầu. Hắn thấm đẫm thảo dược chỉ phúc kinh đảo qua nàng xương gò má. Ngươi về sau có thể kêu Tô Tô tỷ. Tô Tần mi mắt nhất loan, bởi vì bộ mặt biểu cảm quá cho phong phú, làm cho thảo dược đến rơi xuống. Vân Phi nhướng mày, bỗng nhiên rất tức giận đứng dậy, đem trong tay trang thảo dược tráng men bát trùng trùng các ở ngăn tủ thượng, xoay người đi ra ngoài. Cô Tần sửng sốt, không biết tiểu tử vì sao phát giận. Nàng nhất rủ mắt, thấy Điệu ở trên rạp giường thảo dược, đoán hắn là giận bản thân đem thảo dược làm ở tại trên rạp giường. Vân Phi có chút sinh khí. Hắn khí so với hắn ải so với hắn tiểu nhân nha đầu, nhưng hắn kêu tỉ. Hừ! Hắn mới không cần. Bảy giờ đêm, thường lui tới lúc này, người trong thôn đã bắt đầu bế hộ nghỉ ngơi khả bên ngoài lại bỗng nhiên bắt đầu khô chiên gõ trống cây đuốc đem bên ngoài chiếu thoáng như ban ngày Vân cầm phủ thêm quần áo lê dép lê ra đi tìm hiểu tình huống nàng dắt giọng hỏi hàng xóm lý tố hoa tẩu tử này khô chiên gõ trống tình huống gì a à? trong viện tối như mực nhìn không thấy đối phương bóng người lý tố hoa cũng dắt giọng nói nghe ta gia minh nói rõ hình như là lý hương trưởng mang theo vài cái lão sư đến trong thôn đầu nghe thấy bên ngoài đối thoại tô tần lập khắc theo trên giường đạn tọa dựng lên vân cầm vừa trở lại ốc còn chưa có sát tới cửa xuyên còn có nhân bang bang phanh gõ cửa nàng mở cửa ra một đám dơ cây đuốc nam nhân đứng ở ngoài cửa cầm đầu một người nam nhân mặt mày sắc bén thở hổn hển nói cầm nhi chạy nhanh đem ngươi gia tức phụ kêu lên chúng ta thôn nhi đến vài cái lão sư muốn ở thôn nhi lý ở vài ngày Thôn trường nói muốn đem gần nhất đến trong thành tức phụ đều mang đi lên núi thổ địa trong miếu trốn nhất trốn vân cầm đứng ở cửa khẩu chống đỡ môn nói nhà ta tức phụ định nghe lời sẽ không cần đi thổ địa miếu thôi bất thành trong thôn quy của ngươi có biết cô dâu phải đi cô tần bọc khăn trùng đầu đi ra thấy trương nhị oa theo bản năng hướng vân cầm phía sau nhất trốn nàng cầm lấy vân cầm bả vai cúi đầu thanh âm chiến lợi hại mẹ vân cầm ngay trước mặt trương nhị oa nắm giữ tô tần thủ thấp giọng an ủi đừng sợ an tâm đi trở về mẹ cho ngươi làm tốt ăn tiện đà dương mắt nhìn trương nhị oa nói nhị oa ngươi nhưng đừng đánh ta con dâu chủ ý a à, nhà chúng ta phi phi ngốc ta cũng không ngốc trương nhị oa miệng thiết một tiếng nhìn lướt qua tô tần nói chạy nhanh theo ta đi chương 6 tạp nhân bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com thôn trước nhi khô chiên gõ trống vô cùng náo nhiệt sau thôn mấy nam nhân mang theo bốn bị lừa bán đến cô nương hướng trên núi đi cô tần biểu hiện thực ngoan chủ động giúp đỡ ôm chăn lấy gói đồ trên mặt của nàng bọc bố bởi vì trên diện rộng độ hoạt động rơi xuống một điểm lộ ra dưới mí mắt da thịt bị ánh lửa nhất chiếu rõ ràng rõ ràng dọc theo đường đi Trương Nhị Oa đều xem xét này cô nương. Là hắn cùng mẫu thân Trương Phượng đem nàng quải đến nơi đây, này cô nương bộ dạng Mỹ, dọc theo đường đi hắn đều muốn sờ sờ chạm vào chạm vào, muốn ngủ nàng. Nhưng mà mẫu thân Trương Phượng vì bán cái giá cao tiền cấp Trương Tinh, không nhường hắn chạm vào. Hắn chạm vào một chút, bị Trương Phượng lát tơ côn trợ thủ lưng. Khả tham tử hắn. Hắn vốn đang cân nhắc, có thể nương này cơ hội, đến sơn trong thần miếu lại can nàng nhưng này hội, thấy nàng dưới mí mắt không rõ nâu vật thể, sợ tới mức da đầu nhất ma. Giống một trương cương thi khô cạn mặt, cũng giống một trương lão vỏ cây. Xem ra trương tinh nói được không sai, nàng thật là được quái bệnh, dung mạo đều hủy như vậy ghê tởm. Hắn dơ cây đuốc nhanh hơn cước bộ, cách xa nàng điểm. Tô tần ông gói đồ cùng chăn bông đi ở phía sau, mắt thấy trương nhị oa nhanh hơn cước bộ, nhẹ nhàng thở ra nàng theo bản năng nâng tay sờ sờ mặt cảm khái phi phi thảo dược mặt nạ có chút tác dụng nàng đột nhiên có chút tưởng niệm hải tảo mặt nạ nếu phu cái kia không chắc có thể hù chết nha cùng nhau lên núi có bốn cái nữ hài ba nam nhân bao gồm tô tần ở bên trong ba nữ tử chính mình ôm chăn bông gói đồ đi mà một cái khác nữ hài tắt bị hai nam nhân nâng ở cán tre thượng bởi vì ánh sáng quá mờ tô tần thấy không rõ chờ lên núi thượng miếu, bên trong sáp thượng hỏa đêm, một trận quang minh sau, tô tần mới nhìn rõ cán tre thượng nữ nhân, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Không chỉ có tô tần, cái khác hai cái nữ hài cũng sợ tới mức ca một tiếng, phản xạ có điều kiện hướng góc tường lui. Khi đã không xem như người. Nữ hài thân thể, khỏa thân thể chăng đã trượt tới bộ ngực, lộ ra. Nàng bị chém đứt hai chân hai chân, ánh mắt bị vét sạch, vẻ mặt dại ra oai đầu, tóc dài cuối kiên, bán che thân thể. Trương Nhị Oa mang theo khác một người nam nhân hạ sơn, để lại một cái lão nhân ở bên ngoài trong cửa. Bên trong, mặt khác hai cái cô nương xem cái kia bị tra tấn không giống nhân cô nương, hai chân mềm nhũng, ngồi sững ở. Tô Tần đóng chặt mắt, ngạch gian gân xanh hiện lên, lồng ngực nhất cổ lửa giận quay cùng, nàng thậm chí muốn giết ngoài cửa ngồi cái kia trong cửa gầy yếu lão nhân, tưởng một phen hỏa thiêu toàn bộ thôn khả nàng mặc dù có năng lực này, cũng không thể. Nơi này sở dĩ là địa ngục, là vì không tồn tại pháp luật, người người cùng không phụng pháp. Nơi này không có pháp, nơi này nhân phai mờ nhân tính. Nếu nàng cũng biến thành như vậy, cùng này đó cầm thú lại có gì phân biệt? Cô Tần đi qua, thay cái kia cô nương kéo lên chăn, cái trụ thân thể. Lại đem đệm chăn trên mặt đất phô khai, đem cô nương ôm đi ấm áp nhi này cô nương nói không nên lời nói, cũng nhìn không thấy này nọ. Nàng tàn, câm, mù. Dàn xếp hảo cô nương này, tô tần hít vào một hơi, tính toán ngủ, mà mặt khác hai cái nữ hài lại ô ô khóc lên. Có cái nữ hài theo thượng nhặt một cái phá mái ngói, dùng sức trượt thủ đoạn, tô tần tiến lên nắm giữ tay nàng, ngăn lại nàng, ngươi điên rồi. Nữ hài dương mắt xem tô tần, ngữ khí bình tĩnh. Không điên, chính là muốn chết, cái kia da ta không nghĩ lại trở về nữ hài kêu văn mai một năm trước ở vùng duyên hải thành thị một nhà trang phục hán làm công tan tầm hồi ký túc xá trên đường gặp một đôi lão nhân mùa đông rất lạnh lão nhân quần áo tả tơi đói khổ lạnh lẽo khẩn cầu nàng mua một chén nóng hầm hập vàng thắng cho bọn hắn văn mai mềm lòng bị lão nhân dẫn hướng cái gọi là phố sau vàng thắng điếm đi vào vàng thắng điếm lão bản lập tức kéo quyển hạ liêm môn đem nàng bắt lấy. Sau, nàng bị quải đến nơi này. Nàng hối hận chính mình thiện tâm, nếu lúc đó gọi điện thoại trước xin giúp đỡ cảnh sát nhân dân, sẽ đem tiền giao cho cảnh sát nhân dân đi mua hỗn độn, cũng sẽ không có hậu mặt chuyện. Khả nơi nào còn có làm lại một lần cơ hội. Cô tần nắm giữ cổ tay nàng, hạ giọng nhất tự một chút nói: nếu ngươi thật muốn rời đi, trước nhẫn lưu trữ một cái mệnh cùng hoàng hảo tứ chi đi ra ngoài lại làm lại từ đầu rời đi ngươi là ở đậu ta sao ngươi nếu có thể rời đi còn ở tại chỗ này ngươi xem nàng ngươi chẳng lẽ muốn cho ta trở nên cùng nàng giống nhau sao văn mai nâng tay nhất chỉ cái kia tàn phế cô nương tô tần nuốt khẩu nước miếng tiếp tục nói ngươi có biết bọn họ vì sao muốn đưa chúng ta lên núi bởi vì trong thôn đến ba cái chi giáo lão sư mà này ba cái chi giáo lão sư, sẽ ngủ ở trương tinh trong nhà. Sơn đạo gập ghềnh, bọn họ ít nhất hội ngốc hai ngày, ngày mai sẽ có người lên núi cho ta đưa đệm chăn cùng quần áo, ta sẽ nghĩ biện pháp nhường nàng đi giúp ta truyền lại tin tức. Nàng nói xong, nhìn nhìn ngoài cửa. Một cái khác nữ hài kêu mạnh tư tư, năm nay cũng tài 14 tuổi. Gặp các nàng hai người thấp giọng đang nói cái gì, cũng ngồi xổm xuống, thấu đi lại nghe sau khi nghe được nửa thanh, trực tiếp trống xuất ra. Cái gì? Ngươi, tô tần nhanh chóng che nàng miệng. Ngoài cửa lão nhân nghe thấy động tĩnh, tiến vào xem các nàng, thở dài một tiếng nói. Bọn nha đầu, đi ngủ sớm một chút, đến đêm khuya ngọn núi hàng, muốn ngủ đều ngủ không được lâu. Ngọn núi rất lạnh, nhưng hắn ở bên ngoài thủ một đêm, rất chịu tội. Hắn nhận làm cho này ba cái cô nương lá gan không lớn như vậy, dám chạy xuống sơn. Mặc dù chạy xuống sơn, các nàng cũng chạy không ra thôn. Lão nhân phân biệt rõ một nguồn nước yên, vào sơn thần miếu hậu viện duy nhất một gian phòng ngủ ngủ. Tô tần các nàng, chỉ có thể ở sơn thần miếu chính điếm ngã ra đất nghỉ. Chờ lão nhân rời đi, tô tần thở ra một hơi, nhíu mày cả giận nói. Lớn tiếng như vậy, là sợ người khác không biết chúng ta muốn chạy trốn sao. Mạnh tư tư vội vàng lắc đầu không không có tô tần phun ra một hơi nói nghĩ ra đi nghe ta trừ bỏ ta các ngươi bất luận kẻ nào đều không thể tin biết không văn mai trong ánh mắt hơi nghi ngờ chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi ngươi có thể không tin ta nhưng ta đêm nay nói trong lời nói các ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào đề cập tô tần ánh mắt lợi hại ngữ khí nghiêm túc ta hiện tại bà bà thực tín nhiệm ta, nếu các ngươi ai dám mật báo, ta có thể bị cắn ngược lại một cái. Đến lúc đó, các ngươi có thể thử xem, thôn dân nhóm đến cùng càng tin tưởng ai. Tô tần cặp kia chim ưng giống nhau lợi hại ánh mắt rõ ràng dọa đến hai cái cô nương, một cái cũng vẫn là tiểu hài tử, một cái bất quá cũng tài 18 tuổi. Sơn thần miếu ngoại có cẩu kêu, có người lộn trở lại. Ba nữ tử lập tức tiến vào ổ chăn sơn trong thần miếu tứ phía gió lùa tô tần sợ lãnh không hái đầu bố vẫn khỏa nghiêm mật trương nhị oa đi đến bán nói lộn trở lại cảm thấy không thể bỏ qua đêm nay này cơ hội tốt hắn đẩy cửa ra tiến vào thấy bốn nữ hài ngoan ngoãn nằm trên mặt đất ngủ nháy mắt tinh trùng thượng não hắn đóng cửa lại đem tiếng hậu viện môn cũng thuyên thượng sau đó thoát áo chui vào nữ hài ổ chăn áp ở văn mai trên người văn mai sợ tới mức kêu thảm thiết bị trương nhị oa kia chỉ bàn tay to che miệng lại đừng kêu dám kêu lão tử đem ngươi làm thịt văn ra uy hùng người mù văn mai cắn môi khóc vẫn từ nam nhân thoát nàng quần áo bên cạnh ổ chăn mạnh tư tư vừa rồi ở tiến vào ổ chăn khi theo bản năng bắt một khối mái ngói lúc này nàng nghe bên cạnh động tĩnh từ từ nhắm hai mắt cắn môi như thế nào đều không thể ngủ trương nhị oa động tác biên độ rất lớn khuỷu tay xử đến nàng thắt lưng thần kinh mẫn cảm cô nương lập tức ngồi dậy từ từ nhắm hai mắt triêu trương nhị qua cái ót hung hăng tạp đi qua nam nhân đúng là phòng ngự yếu nhất thời điểm bị như vậy nhất tạp đầu óc choáng váng còn chưa kịp phản kháng nữ hài điên rồi giống như liên tục tạp đầu của hắn tô tần bàn tay đến chăn ngoại vừa đụng đến một khối chuyên chờ nàng ngồi dậy mạnh tư tư đã đem nam nhân tạp choáng váng trong nháy mắt bên trong tử bình thường yên tĩnh văn mai ngồi dậy cầm quần áo kéo hảo đạp nam nhân một cước nam nhân đã bất động tô tần theo bản năng đi thăm trương nhị oa hơi thở tùng một hơi quay đầu xem các nàng nói không chết còn sống mạnh tư tư quăng tới tay lý mái ngói tâm đã loạn thành một đoàn ô ô khóc ra làm sao bây giờ ta đã thương hắn hắn nhất định sẽ chém đứt tay chân của ta văn mai cũng nóng nảy khả mạnh tư tư là vì nàng tài đánh trương nhị oa Hai người hoảng loạn. Nếu các ở kiếp trước, 15 tuổi Tô Tần nhất định cũng giống như các nàng hoảng loạn vô chủ. Khả linh hồn của nàng dù sao cũng là cái 30 kỷ trưởng thành nữ tính, loại này thời điểm, tuy rằng khủng hoảng, nhưng cũng cực lực khắc chế cảm xúc, nhưng chính mình tỉnh táo lại, nghĩ biện pháp. Trầm mặc một lát sau, nàng nói: "Mạnh Tư Tư, ngươi thể trạng nhỏ nhất, lưu lại xem lão nhân. Nếu lão nhân trên đường tỉnh lại, ngươi sẽ giả bộ không biết chúng ta đi đâu vậy, làm bộ vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Chúng ta hội nhanh chút trở về. Mạnh tư tư hỏi nàng. Các ngươi, đi chỗ nào? Trước đêm Trương Nhị Oa trói lại đến, tha đi lên núi giấu đi. Dù sao không có người nhìn đến hắn đường cũ chiếc đã trở lại chúng ta nơi này. Tô Tần nuốt khẩu nước miếng, tiếp tục nói. Ngày mai buổi sáng, chúng ta sẽ giả bộ chuyện này chưa từng phát sinh quá, cho tới bây giờ không đánh quá hắn biết không nhưng là chúng ta muốn đem hắn tàn đi chỗ nào nếu bị người trong thôn phát hiện hắn chúng ta sẽ chết thật sự thảm văn mai trong thanh âm mang theo khóc nức nở tô tần hạ giọng giận xích hoảng cái gì hoảng tử ngươi còn không sợ còn sợ này dù sao đều là tử sao không nghịch lưu mà lên liều chết nhất bác nghe ta trước đêm hắn giấu đi ta biết một cái sơn động nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là không có nhân phát hiện văn mai cắn cắn môi gật đầu tốt lắm ta cùng ngươi cùng đi các nàng đem một trương ra giường tê thành mảnh vải đem nam nhân tứ chi trói lại đến miệng tắt trụ nâng tàn tật nữ hài đi lên cán tre còn ở bên ngoài cát hai cái nữ hài thật cẩn thận đem nam nhân nâng thượng cán tre tiếp tục hướng trên núi đi các nàng điểm một cái tiểu cây đuốc, cùng nam nhân cùng nhau cột vào cán tre thượng. Sơn đạo thôn dân thường đi, mặt đường ma coi như bóng loáng, nương ánh lửa, mở to hai mắt, miễn cưỡng có thể tham thanh dưới chân lộ. Hai cái nữ hài dù sao thể trạng đơn bạc, nâng một hồi đã mệt đến thở hổn hển. Bình thường loại này sơn đạo, một người lưng hai vai bao đều mệt đến quá, khả các nàng hiện tại lại nâng một cái 100 hơn 40 cân nam nhân, không đi hai bước lộ, đã mồ hôi như mưa hạ trên đường mặt sau văn mai chân mềm nhũng quỳ trên mặt đất đau tai u một tiếng tô tần dừng lại hỏi nàng muốn hay không nghỉ ngơi hội văn mai hỏi nàng còn có xa lắm không cũng may tô tần hôm nay vừa họa quá bản đồ quen thuộc quá địa hình nàng trí nhớ không sai mặc dù đi qua nhiều năm như vậy cái kia lộ nàng vẫn như cũ nhớ được rõ ràng nàng nhìn nhìn bên cạnh thụ cùng nham vách tường, nói. Đại khái còn có một giờ lộ trình. Ta còn có thể kiên trì, ngươi đâu? Văn Mai gặp so với nàng nhỏ gầy cô nương đều còn có thể kiên trì, khẽ cắn môi. Ta cũng có thể, đi. Vì mạng sống, hai cái nữ hài giờ phút này trong cơ thể nhiên nhất khang nhiệt huyết, quên mệt mỏi, trong cơ thể dường như trào ra vô hạn tiềm năng. Trạng sáng 4 giờ tả hữu, cây đuốc mau nhiên tẩn, các nàng bị một khối vĩ đại sơn mạch ngăn chặn đường đi. Ở các nàng trước mặt là một mặt trụi lũi nham vách tường, không có thảm thực vật, cũng không có đường đi. Văn Mai xem này mặt nham vách tường, đều nhanh hỏng mất. Tô Tần, chúng ta sẽ không là đi lầm đường đi. Là nơi này. Đem cán tre buông, Tô Tần chạy tới hai thước ở ngoài một khối đại thạch đầu tiên, dùng sức đẩy ra, mặt sau lộ ra một cái một thước tả hữu cái động khẩu. Tô Tần dơ cây đuốc, đứng ở cái động khẩu, trùng nàng nhất câu thủ. Đem hắn tha đi lại. Nam nhân còn choáng váng, không tỉnh. Văn Mai đi theo Tô Tần, ải thân đem nam nhân kéo vào trong động. Càng đi lý đi, cái động khẩu càng khoang. mười thước sau, cư nhiên là một cái vĩ đại thiên nhiên huyệt động, có một cái dòng suối, cuối đó là vách núi đen thác nước. Bốn phía nham vách tường trở nên trắng, thủy là thiên nhiên thuần lam, tựa như thần tiên động phủ không giống thế gian. Văn Mai bị này cảnh đẹp rung động, ngây người. Nam nhân tỉnh, trợn mắt thấy hai cái cô nương, trừng mắt to dãy dụa, bị bố đoàn tắt trụ miệng phát ra cô ô ô thanh âm. Tô Tần một cước đá vào trên mặt hắn. Câm miệng. Nam nhân động tỉnh lớn hơn nữa, càng muốn dãy dụa. Khả hắn tứ chi bị trói đầy mảnh vải, áp căng không có biện pháp tránh thoát trói buộc, dứt khoát buông tha cho. Tô Tần vỗ vỗ Văn Mai Kiên. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi mau, ở lão nhân tỉnh phía trước chạy trở về. Ân. Ừ. Hai người mới vừa đi không hai bước, thấy cái động khẩu có ánh lửa tới gần. Hai người trái tim nháy mắt co rút lại, ngừng thở xem cái động khẩu theo bản năng liên lui về sau. Tô Tần nắm giữ Văn Mai thủ, thối lui đến mép nước, tính toán ở thời khắc mấu chốt nhảy cầu kiêu sinh, chẳng sợ được ăn cả ngã về không cũng không thể lại lọt vào đám kia điêu dân trong tay. Ánh lửa dần dần tiến vào. Hai cái nữ hài xem kia chỉ vừa gầy lại trưởng bóng người, tâm đều đề cổ họng. Bóng dáng chỉ có một, cũng liền ý nghĩa, đến chỉ có một nhân. Tô Tần chuyển khởi bên chân dưa hấu lớn nhỏ đá cuội, chuẩn bị tiến công. Mà người nọ, hoắc một tiếng, do chùi y đột nhiên nhảy ra, cũng trình tiến công trạng thái. Song phương đối diện một lát sau, Tô Tần xem trước mắt dơ chùi y nam hài, thở dài một hơi. Ngươi thế nào ở trong này? Chương 7 Đáng yêu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Phát hiện là Tô Tần, Vân Phi buông đề phòng, cảnh giác nhìn nhìn nàng phía sau nữ hài. Nàng là ai? Tô Tần bỏ lại đá cuội, bắt lấy văn mai thủ, nói với hắn. Cũng là bị lừa bán đến cô nương, Phi Phi, ngươi thế nào ở trong này? vân phi thường xuyên này phiến sơn uy mèo hoang hắn đi lại khi phát hiện nham vách tường hơn một cái động bên trong giường như có quan hắn càng đi lý đi ánh lửa càng thịnh thấy hai đạo nhân ảnh khi tâm đều đề cổ họng thấy rõ là tô tần hắn lượt thở dài nhẹ nhõm một hơi vân phi nhìn nhìn bị trói gô tắt miệng trương nhị oa nhướng mày nghi hoặc hắn tô tần đem sự tình trải qua đơn giản cùng hắn công đạo một lần sau đó nói phi phi loại này ác nhân hẳn là nhận pháp luật chế tài ta tính toán đưa hắn trốn ở chỗ này cách vài ngày liền đưa điểm ăn uống cho hắn nhưng hắn đói bất tử đồng thời cũng chạy không ra được nơi này ẩn nấp trừ ra ngươi phỏng chừng cũng không có người đi lại chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây liền báo nguy đưa hắn từ nơi này mang đi đương nhiên chạy đi không biết năm nào tháng nào nàng chỉ có thể trước như vậy tính toán mèo hoang theo cái động khẩu nhảy đến vân phi bên chân, ở nam hài mắt cá chân chỗ cọ cọ. Hắn loan hạ thắt lưng, đem tiểu mèo hoang ôm vào trong ngực, thon dài sạch sẽ năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miêu thân. Mèo hoang bán mị hai mắt, biểu hiện thật sự hưởng thụ. Vân Phi trầm ngâm một lát, nói. Các ngươi, không có phương tiện, đưa thực đưa nước chuyện, giao cho ta. Kia! Ngươi cần phải cẩn thận, đừng bị nhân phát hiện nghĩ lại nhất tưởng cũng là các nàng hai cái cô nương lên núi nếu quá mức thường xuyên bị phát hiện tỷ lệ cũng đại đem một người đói mấy ngày khác mấy ngày không chết được đưa hắn nhốt ở trong này chịu tội là các nàng vì tự bảo vệ mình bất đắc dĩ làm chi các nàng vô luận ở đạo đức cũng hoặc là pháp luật đều vô sai lầm cũng coi như đối bọn buôn người một loại trừng phạt phải biết rằng vùng núi rét lạnh này độ ấm tuy rằng đông lạnh không chết người nhưng cũng đủ làm cho người ta chịu đủ tra tấn. Vân Phi gật đầu, lại hỏi nàng. Ngươi làm sao mà biết, nơi này cơ hồ không người đi lại. Kinh nghiệm. Nơi này lùng cây sinh, cơ hồ không lộ. Tô Tần nhìn thời gian cũng không sớm, mang theo văn mai hạ sơn. Tô Tần cùng văn mai nâng cán tre, thừa dịp bình minh sắc trời, một đường chạy chậm xuống núi. Các nàng trở lại sơn thần miếu thời điểm, lão nhân còn chưa có tỉnh, hai cái cô nương nhanh chóng tiến vào ổ chăn, lao trên người hãng, liếc nhau, nhắm mắt ngã đầu liền ngủ. Mạnh tư tư không dám ngủ, mở to mắt, cấp hai người canh chừng, để tránh tái xuất hiện trương nhị qua loại này cùng loại tình huống. Hai cái nữ hài bôn ba một đêm, một giấc ngủ đến mặt trời lên cao. Các nàng lại trợn mắt, lão nhân đã ngồi ở cửa bơm nước yên, một ngụm tiếp một ngụm trừ, thậm tiêu dao. Sơn trong thần miếu không thể cuộc sống nấu cơm, các nàng ăn gì đó là từ trong nhà dẫn tới ngô mô mô mặc dù không thể ăn lại đủ để no bụng cô tần bài một điểm ngô mô mô đi uy tàn tật nữ hài khả nàng áp căng không ăn ít hầu vi lăng phát ra rầm, rầm 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 thanh âm lão nhân ngồi ở cửa hướng bên trong nhìn nhìn cười tủng tỉm nói chúng ta thôn này tử thôi không các ngươi nghĩ đến như vậy đáng sợ chỉ cần các ngươi khẳng ngoan ngoãn lưu lại sinh nam oa ngày thôi vẫn là tốt hơn cũng đừng nghĩ chạy ha các ngươi trong sạch thân mình đều không có chạy đi có năng lực động ngoài thành đầu còn có nam nhân thẳng muốn các ngươi a à. ba nữ tử ôm ngô mô mô cắn liếc nhau không nói chuyện cô tần ừ một tiếng bài một nửa ngô mô mô đưa cho lão nhân gia gia ngươi ăn sao lão nhân tiếp tục phân biệt rõ khói nước Khoát tay gia gia ăn no các ngươi vài cái cô nương gầy các ngươi ăn. Hắn xem liếc mắt một cái cái kia tàn tật cô nương, thở dài nói. Này cô nương đây là đáng tiếc, thiên giết trương phượng, động sẽ không làm cho người ta cô nương một cái thống khoái đâu. Như vậy ra tấn một cái nữ oa, nghiệp chướng A, muốn xuống địa ngục. Hắn tiếp tục phân biệt rõ khói nước, nhìn bên ngoài bầu trời, ngẩn người. Đục ngầu trong ánh mắt, động lại một ít phức tạp cảm xúc. Nếu tôi tần nhớ không lầm, lão nhân này có hai cái cháu gái, một cái tôn tử. Ngày đó ở trong sân, nhặt thạch đầu tạp hắn nam hài, là lão nhân tôn tử, cái kia lưng muội muội nhặt trúc điều đuổi theo đệ đệ đánh nữ hài, là lão nhân đại cháu gái. Lão nhân nói, chờ ta đại cháu gái khảo học đại học, ta tài không nhường các nàng ở lại trong thôn bị tội lãi nhãi. Nhà chúng ta tú tú, viết văn cầm mãn phân, lão sư khen nàng về sau có thể khảo đại học. Về sau chờ nàng thượng đại học, buôn bán lời tiền, còn có năng lực cấp đệ đệ ở thị trấn mua phòng chính đại quan minh thú trong thành cô nương vừa nghe lão nhân nói như vậy mạnh tư tư không vững vàng gia gia ngài là người tốt ngài cũng có cháu gái ngài thả chúng ta được không ba ta rất nhiều tiền ngài thả chúng ta ta nhường ba ta cho ngài thật nhiều thật nhiều tiền cô tần kéo một phen mạnh tư tư ý bảo nàng câm miệng lão nhân xoay quá mặt quét mắt cái kia nữ hài lắc đầu nói nha đầu, các ngươi là người khác gia tức phụ, ta làm sao dám thả các ngươi? Thả các ngươi, ta là cũng bị thiêu chết. Ta còn có một tôn tử, hai cái cháu gái, ta không có, bọn họ làm sao bây giờ? Bọn nha đầu, đời này, gia gia xin lỗi các ngươi, kiếp sau, làm trâu làm ngựa cho các ngươi trả nợ. Hồi gia sự, các ngươi cũng đừng suy nghĩ, thanh thản ổn định ở tại chỗ này sống. Lão nhân buông tiếng thở dài khí, nhìn nhìn tô tần cùng văn mai nói hai người các ngươi một đêm không ngủ ngủ tiếp hội có người đến ta kêu các ngươi tô tần trong lòng mạnh chấn động cũng là tối hôm qua chính sảnh động tỉnh lớn như vậy lão nhân làm sao có thể không nghe thấy chính là tỉnh chỉ mắt bế chỉ mắt thôi lão nhân đem tàn thuốc cắt ở cửa thượng gõ sao nói lảm nhảm nói báo ứng a báo ứng a báo ứng tổng hội đến tổng hội đến. Ta cũng không chết tử tế được, không chết tử tế được u. Tô Tần cúi đầu trầm mặt, một ngụm khẩu hướng miệng nhét đồ ăn. Mau giữa trưa, Vân Phi lên núi, cho nàng đưa chăn bông cùng đồ ăn. Vân Phi hướng nàng trong tay tắt một trương giấy bản, cùng nhất tiệp ngón cái trưởng bút máy đầu. Tối hôm qua, Lê Xuyên đoàn người đến thôn khi đã rất trễ. Bọn họ bị tiếp đi thôn trường gia trụ, cho rằng đến trương tinh trong nhà, là có thể thấy Tô Tần, lại không nghĩ rằng phát cái không. Sáng sớm, trong thôn lại một phen náo nhiệt. Trương Tinh giết heo, tể dương, bãi yến hội. Vì hoan nghênh ba vị lão sư, trong thôn yến hội xiêm áo hơn 10 bàn, mỗi bàn bát chén lớn, là trong thôn làm việc hiếu hỷ môn quy. Ba cái lão sư cùng Trương Tinh một bàn. Tịch thượng, Trương Tinh nhiệt tình cấp lê xuyên, chương trình kính rượu, vốn sứ bát trụ lý, là tối lạc lương thực trụ. Này nhất thôn nhân nhiệt tình, Lâm Hiểu Nhân xem ở trong mắt, cũng bị thôn dân thuần phát cảm động. Giờ khắc này, bị thôn dân tôn trọng, làm nàng lân lân, lồng ngực du nhiên nhi sinh một cổ tự hào cảm. Lâm Hiểu Nhân ngồi ở nhất bọn đàn ông trung gian, thực chói mắt. Nàng trang điểm ngăn nắp, mặt hồng nhạt tâm lĩnh áo lông, lộ ra ngực một mảnh đẩy đà. Nàng dáng người, bộ dạng, mặc quần áo trang điểm câu hảo, theo ngươi thân liền đi qua, phong lý đều mang theo hợp lòng người nước hoa vị. Trương Tinh ở trong thành đại quá, xinh đẹp nữ nhân không hiếm thấy, nhưng cùng xinh đẹp nữ nhân ngồi cùng bàn ăn cơm, lại chưa từng có quá. Trên bàn cơm, chương trình dơ bát rượu, ông Trương Tinh bả vai, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, như vậy tuổi trẻ coi như thôn trường, huynh đệ, đi a, à, thật sự có tài. Hiện tại nông thôn làm kiến thiết làm phát triển, các ngươi thôn quan cũng không thiếu lao đi. Trương Tinh cắn bát rượu, hét lớn một ngụm liệt rượu, chật lưỡi nói. Huynh đệ, ngài lời này nói. Chính phủ hàng năm chi nâng đỡ chúng ta thổ lăng trấn, kết quả đâu? Tiền bị tầng tầng cắt xén, đợi đến chúng ta thôn nhi, gì đều không có. Chúng ta thôn nam nhân, thú lão bà đều dựa vào chính mình. Lâm Hiểu Nhân theo trong bao lấy ra gương trang điểm, bổ cái son môi, dương mắt liền hỏi hắn. Trương thôn trường, ngài kết hôn sao? Thế nào không phát hiện ngài tức phụ đâu? Khụ. Kết cái gì hôn a, à, ta liền lão quan cô một cái, tức phụ còn tại tìm đâu? Trương Tinh bắt trảo cái óp, một bộ anh nông dân khờ ngu đần, "Lâm lão sư, ngài bộ dạng tốt như vậy xem, có lão công sao?" Lâm Hiểu Nhân gò má ửng đỏ, nhìn nhìn Lê Xuyên, nhỏ giọng nói, "Không. Còn độc thân đâu." Thông dân nhóm đại lão sư thật nhiệt tình, liền ngay cả Lê Xuyên cũng thiếu chút tin này đó, thuần phát, thôn dân. Lâm Hiểu Nhân giảm béo, chưa ăn bao nhiêu liền hạ bàn, trở về phòng trong, phủng di động chơi trò chơi. Vài năm nay, trí năng cơ còn chưa có thông dụng, có một cái có thể trang bị Java trò chơi Nokia di động, đã tương đương không sai. Nàng ngồi ở một cái tiểu ghế đổ thượng, một đám tiểu hài tử đi lại vây xem, ngạc nhiên xem nàng trong tay ngoạn ý. Trên bàn cơm, Lê Xuyên, chương trình, Trương Tinh còn chưa có hạ tịch, còn tại uống rượu. Chương trình cùng Trương Tinh kề vai sát cánh, dơ bát mồm to uống rượu. Lê Xuyên cái miệng nhỏ mân rượu đế, đạm mắt nhìn. Trương Tinh tử lượng, nơi nào so với được với chương trình này từ nhỏ phao quán ba hoàng khố. Rất nhanh uống cao, đầu lệch qua chương trình trên vai, bắt đầu nói hỗn nói. Hắn đánh cái rượu cách, ông chương trình cổ, thấu ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Huynh đệ, ngươi nói, có phải hay không ta huynh đệ? Chương trình ôm lấy vai hắn, bưng bát rượu đi chàng hắn bát, phát ra thanh thúy va chạm thanh. Đương nhiên, đương nhiên là huynh đệ. Trương thông trường không chỉ có ngọc thụ lâm phong, khí chất nhẹ nhàng, hơn nửa niên thiểu hữu vi a, thế nào có thể không là ta chương trình huynh đệ? Trương tinh nở nụ cười một tiếng, thấu ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Vậy ngươi nói với ta, lâm lão sư, các ngươi bao nhiêu tiền thẳng bán cho ta? chương trình tươi cười cương ở trên mặt, sửng sốt một lát, giới cười hai tiếng. Huynh đệ, ngươi say. Không có say. Ta không có say. Hắn giơ lên trong tay bát rượu, hung hăng hướng thượng nhất trịch, rơi nát. Lý Vân Trân nghe thấy Trương Tinh ở bên cạnh say khước, chạy nhanh đi lại giữ chặt hắn, tìm hai nam nhân đem hắn giá hồi phòng trong. Lê Xuyên nhìn theo Trương Tinh bị giá đi, cắt nhắm chén rượu, thấp giọng hỏi. Hắn vừa rồi cùng ngươi, nói gì đó. Chương trình ngược buồn lợi hại, thấp giọng nói. Hắn hỏi ta nhóm, bao nhiêu tiền khẳng bán lâm lão sư? Lê Xuyên nắm chặt trong tay chén rượu, mu bàn tay gân xanh hiện lên, ánh mắt bỗng nhiên hung ác nham hiểm, giống như dục hỏa mà sinh mảnh thú, người xem thẩm hoảng. Chương trình cảm thấy Lê Xuyên giống thay đổi một người. Từ trước nhiều đáng yêu con mọc sách, gần nhất, hắn tổng thấy Lê Xuyên có chút quỷ dị. Đối hương trưởng, đối thôn dân, đối học sinh, nhưng là hòa khí gương mặt, nhìn không ra có cái gì không ổn. Nhưng đối hắn, đối lâm hiểu nhân, đối cái khác lão sư, ánh mắt luôn lạnh như băng, có khi cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm, hắn biểu cảm đều không độ ấm, trước kia trên người kia cổ con mọc sách ôm nhuận hơi thở, toàn không có. Tối hôm qua, Trương Tinh đến cho bọn hắn phòng đưa đệm chăn, tiền một khắc, hắn còn khuôn mặt tươi cười trong suốt, sau một khắc, đợi nhân xoay người rời đi khi, Hắn gương mặt nháy mắt lạnh như băng, không hề quá độ giảm sóc, hắn nhìn chầm chầm nhân da cái óc, cơ hồ muốn dùng ánh mắt giết người da. Hiện tại Lê Xuyên, nói như thế nào đâu? Tự như, một cái ôn nhu hòa thuận đại kim mau, biến thành một cái tâm tư giảo hoạt mặt lạnh hồ, gương mặt hay thay đổi. Em, như vậy Lê Xuyên, chương trình trong lòng hơi sợ, đều bắt đầu hoài nghi nha có phải hay không có bệnh tâm thần hoài nghi nơi này áp căng không bị lừa bán phụ nữ. Khả Trương Tinh nói ra câu nói kia, lại nhường hắn đứng trở về Lê Xuyên bên này. Hắn ghê tẩm. Thiếu chút nữa không đem hắn cách đêm cơm nhổ ra. Trong thôn mỗi gia nhân, đều phái một gia đình đại biểu đến uống rượu, xem như đối lão sư tôn trọng. Vân cầm thân phận đặc thù, không thể tới, liền phái Vân Phi đi lại. Vân Phi theo sơn thần miếu xuống dưới, theo trong nhà trên tường lấy một chuỗi hông khô ngô, một đường chạy chậm đi đến thôn trường gia. Hắn ôm ngô, ở cửa cố ý vấp ngã, mặt triêu ngã, ngô vẫy nhất. Thấy ngốc tử quăng ngã cái ngã gục, thôn dân nhóm một trận cười, chế nhạo. Ngốc tử đến uống rượu A con một chuỗi bắp can gì. Ngươi này ngốc tử, đi không biết xem lộ A, xem ngươi ngã. Một cái thẩm thẩm đưa hắn nâng dậy đến, loan hạ thắt lưng, thay hắn chụp hai đầu gối thượng thổ. Ngốc tử sợ hãi nhìn nhìn mọi người, không nói một lời nhạc hồi ca ngô, bảo bối dường như ôm vào trong ngực, thật cẩn thận triêu Lê Xuyên đi qua, mãn nhãn khác thiết. Lê Xuyên đánh giá trước mắt này đại nam hài, 15-6 tuổi tuổi này, ngũ quan thượng tính tinh xảo, làn da trắng nõn, mặt mày đè nặng nhẹ nhẹ khiếp đảm cùng đáng thương. Nam hài vi mân môi mỏng, ngơ ngác đứng ở Lê Xuyên bên cạnh, muốn nói lại thôi. Lê Xuyên nhận được hắn đây là kiếp trước mang theo hắn thê tử trốn đi, lại bị tư sống thiêu chết tiểu đáng thương. Hắn biết rõ còn cố hỏi. Tiểu bằng hữu, ngươi là. Bên cạnh một cái đại thẩm tiếp lời nói. Lê lão sư, này là chúng ta thôn ngốc tử, ngài không cần để ý đến hắn. Vân Phi hai mắt rõ ràng sáng ngời, đô chu miệng, dùng khờ ngốc khẩu khí nói. Ta gọi Phi Phi, không gọi ngốc tử. Lê Xuyên đứng dậy, nháy mắt cao hơn hắn một cái đầu. Hắn trùng Vân Phi ôn hòa cười, thân thủ đi qua, sờ sờ hắn tiểu đầu. Tiểu bằng hữu, tìm ta chuyện gì? Vân Phi lại cúi đầu, miếm môi, thấp giọng than thở. Ta! Ta! Ta tưởng đến trường. Thôn dân nhóm dường như nghe hắn nói một chuyện cười, trong viện ầm ầm một mảnh tiếng cười. Vân Phi dương mắt nhìn Lê Xuyên, cặp kia tiểu nải cẩu giống nhau sáng lấp lánh con ngươi ánh vào nam nhân trong mắt lê xuyên khóe miệng vi câu tươi cười như một xuân phong gật đầu hảo mỗi người đều có đến trường quyền lợi ngươi muốn học lão sư liền giáo vây xem thôn dân hai mặt nhìn nhau không một hồi lại bắt đầu khoa lê lão sư nhân thật tốt a à? đúng vậy thật tốt ngốc tử thật sự là hảo phúc khí a gặp gỡ tốt như vậy lão sư Vân Phi hướng về phía Lê Xuyên ngốc ngốc cười, nhấc nhếch miệng, lộ ra hai khỏa tiểu hổ nha, một đôi đáng yêu trong ánh mắt ánh mãn tinh thần, cảm ơn lão sư. Hắn đem một chuỗi ngô nhét vào Lê Xuyên trong lòng, lại nắm giữ tay hắn. Cám ơn lão sư. Chương trình chống cầm vây xem, say khước, hai mắt bị bỏ thêm một tầng mông lung lọc kính. Hắn xem lộ ra hai khỏa tiểu hổ nha ngốc tiểu tử, lại thấy hắn vẽ mặt ngây thơ, bưng mặt đầu nhất quai. Qua. Wow. Này ngốc tiểu hỏa nhi rất đặc sao đáng yêu thôi. Lê Xuyên trong lòng bàn tay rõ ràng bị tắt một đoàn này nọ, lại biểu hiện dường như không có việc gì, tiếp tục sờ tiểu hài tử đầu. Ngày mai bắt đầu lên lớp, lão sư nơi này cái gì đều có, ngươi cái gì cũng không cần mang. Tiểu hổ nha vân đáng yêu phe phẩy đuôi, đỉnh đầu dường như có sông tiểu lan nhĩ, nhu thuận giật giật, miếm môi gật đầu. Ân. Ừ. Chương trình hai mắt mạo phấn hồng bong bóng ta lau. Ngốc tiểu tử rất đáng yêu thôi. Anh. Ghen tị lão lê. Chương 8. Gặp mặt. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com. Xuân hàng xe lạnh, chợt ấm còn hàng. Ngọn núi, muôn hoa đua thắm khoe hồng, sườn núi có đại phiến sáng hoàng du thái hoa, tài hoa, phỏng có ngàn khuynh, tươi thắm đồ sộ. Buổi chiều thời tiết không sai, ánh mặt trời phơi ấm áp. Lân thôn bọn nhỏ đi đến thôn trường gia tập hợp, Lê Xuyên ở trong sân kiểm kê nhân sổ sau, nhường bọn nhỏ phân biệt mang theo màu nước thuốc màu, giấy vẽ, lên núi Thải Phong. Hắn lúc gần đi, Trương Phượng vội vội vàng vàng vọt vào thôn trường gia, tới cửa, một cái lão đảo. Nữ nhân đầy mặt khủng hoảng, Lê Xuyên cố ý đi chậm chút, nghe xong nhất lỗ tai. Trong thôn một cái trương nhị oa nam nhân mất tích, ngày hôm qua lên núi sau, sẽ lại không xuống núi. Trương Phượng khẩn cầu thôn trường dẫn người lên núi đi tìm nhị oa, lo lắng hắn ở trên núi gặp chuyện không may. Trương Tinh vừa tỉnh ngủ, chính ở trong sân duỗi người, ngáp, Trương Phượng liền vọt vào đến. Lần trước Trương Phượng bán cho hắn xấu nữ kia bút trướng, hắn còn chưa có tính, giờ phút này cũng cố ý không đi hỗ trợ. Hắn trước đồng trong viện bọn nhỏ đánh tiếp đón, lại xoay quá mặt cùng ba vị lão sư vấn an. Cuối cùng tài xoay mặt nói với Trương Phượng nói không chừng đi ra thôn ngoạn nhi đi, cũng nói không chừng nằm chỗ nào ngủ đâu, thẩm, ngươi yên tâm a, à, nhị oa như vậy có khả năng, mặc dù gặp gỡ hùng người mù, cũng không nhất định có thể có việc. Tam hai câu đem nhân cấp đuổi rồi. Một hàng tam mười mấy cái đứa nhỏ, tiểu nhân năm tuổi, đại mười lăm tuổi. Vân Phi quen thuộc ngọn núi địa hình, ở phía trước cấp đại gia dẫn đường. Đối với ngoại thôn nhân, Trương Tinh tự nhiên lo lắng, đặc biệt dặn ngốc tử, nhất định không thể làm cho bọn họ đi sơn thần miếu. Chậm rãi đội ngũ ở ruột dê sơn đạo thượng như dài xà bình thường đông đưa, các sư phụ theo ở phía sau, Nhiễm nhiên một chi chơi xuân đội ngũ. Bọn nhỏ tâm tình nhảy nhót, này là bọn hắn nhân sinh lần đầu tiên xuất ra chơi xuân. Bởi vì muốn đi xinh đẹp địa phương Thải Phong, Lâm Hiểu Nhân riêng dẫn theo máy ảnh, mặc xinh đẹp quần trắng, đeo đỉnh đầu thủ công bệnh viên mạo. Đi ở đội ngũ cuối cùng Trương Tú Tú, nhìn vài lần Lâm Hiểu Nhân váy. Nàng nháy mắt mấy cái, đỏ mặt nói. Lâm lão sư, ngươi váy thật đẹp. Đứa trẻ này, sẽ không có thể khen nàng nhân Mỹ. Hừ. Lâm Hiểu Nhân khóe môi nhất loan, tươi cười bị sáng lạng ánh mặt trời nhất chiếu, sơn đạo thượng đào núi hoa cũng vì này thất sắc. Về sau tú tú lớn lên, tỷ tỷ đưa ngươi một cái xinh đẹp váy được không? Tú tú lắc đầu, mãn nhãn quật cường kiên định, không cần. Ta muốn chính mình động thủ làm, chờ ta lớn lên, ta muốn làm tốt thật tốt nhiều xinh đẹp quần áo. Tiểu cô nương trong mắt quật cường cùng kiên định, nhường Lê Xuyên nhớ tới kiếp trước tô tần. Trong ánh mắt nàng, cũng luôn quật cường kiên cường. Cuộc sống cho nàng nhiều lắm đau khổ, nàng thiên đem cái hố lầy lội cuộc sống, hóa thành sang bằng, thuận lợi thẳng quá. Hơn 20 cô nương, trở về thành thị, lại bị cha mẹ ghét bỏ, cuối cùng dựa vào đoan bàn ăn, toàn đủ trung học học phí. Nàng trở về trường học, lại gặp trường học bạo lực, cuối cùng mặc dù không có thể thi được khoa chính quy, nhưng cũng thi được một khu nhà chuyên khoa đại học. Tốt nghiệp sau, nàng làm một gã nhà thiết kế trang phục, bản dốc lòng tiến vào thời thượng vòng, thiết kế xinh đẹp quần áo, lại tại chức tràn thất lợi. Cuộc sống không như ý, cũng không có nhường nàng ngã xuống, mà là dùng còn sót lại tích tụ, ở Vân Dương mở một nhà tiệm may, cuộc sống quá cũng coi như không sai, thu vào miễn cưỡng không có trở ngại. Cùng Lê Xuyên kết hôn sau, Tô Tần trong cửa hàng sinh ý cũng luôn luôn không thiếu xuống. Nhớ tới Tô Tần, lại nghĩ tới nữ nhi túi sách, Lê Xuyên trong lòng từng trận đau đớn. Lê Xuyên đã xem qua Vân Phi đưa tới giấy bản, mặt trên viết một chuỗi ma tư mật mã, là rất đơn giản cầu cứu tin tức. Bị lừa bán, cứu cứu ta, sơn thần miếu bởi vì ma tư mật mã thuyết minh phức tạp tính, mặc dù giấy bản thượng nhất chuỗi dài, linh tinh ký hiệu, kỳ thật xuyến hợp nhau đến, cũng bất quá này vài cái tự. Hiện đại thực ít có người còn có thể lưng ra ma tư mật mã đối chiếu biểu, Lê Xuyên đoán, đối phương hẳn là một cái cao bằng cấp cô nương, biết rõ mật mã học, thả tâm tư kín đáo. Trong thông văn hóa trình độ tương đối thấp, nàng đại có thể dùng văn tự cùng với đơn giản tiếng Anh. Khả cái kia cô nương vì để ngừa vạn nhất, lựa chọn dùng ma tư mật mã thông nhân nếu phát hiện ngốc tử hướng lê xuyên trong tay tắt tờ giấy mặc dù bọn họ xem không hiểu tự cũng có thể não bổ ra mặt trên viết cái gì khả ma tư mật mã không giống với chính là ký hiệu chợt vừa thấy chỉ như là ngốc tử lung tung vẽ nguyệt gì đó cho dù bị phát hiện cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi như vậy kia vị cô nương là như thế nào biết hắn cũng nhìn xem biết ma tư mật mã chẳng lẽ là người quen. Sơn hoa rực rỡ, tiểu hài tử thiên chân, còn có mỹ nữ làm bạn, chương trình ngã vào một mảnh trên mặt cỏ, ngửa đầu vọng lam thiên, cúi đầu xem kia phiến đẹp không sao tả xiết sáng hoàng. Bọn nhỏ ngồi ở trên mặt cỏ, ông bàn vẽ, nắm màu nước bút đối cảnh đẹp vẽ nguệt. Lê Xuyên chỉ điểm tiểu hài tử nhóm vận dụng màu nước, Lâm Hiểu Nhân thấy hắn cẩn thận tỉ mỉ nghiêm cẩn bộ dáng, thiếu nữ tâm sắp theo lồng ngực đạp nước mà ra. Nàng cầm máy ảnh chạy tới, dùng ngón tay trạc trạc Lê Xuyên kiên. Lê lão sư, có thể giúp ta. Chụp trương chiếu sao. Lê Xuyên xem ánh mắt của nàng lãnh đạm lại nghiêm cẩn, hắt áo sơ mi đưa hắn gương mặt sấn càng thêm lạnh lùng. Nam nhân mỗi ngày đều sẽ thay quần áo, khả hắn từ vào thôn, chỉ mặc màu đen, có chút giống. Làm người chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Khả dù vậy, hắn cũng xuất làm người ta chuyển đuôi mù lâm hiểu nhân không phải ngày đầu tiên nhận thức hắn hai nhà có buôn bán hợp tác nàng trung học liền nhận thức hắn theo trung học đến đại học nam nhân tuy rằng không quá hội quan tâm nữ hài thích nhưng là hội nho nhã lễ độ lấy vừa đúng thái độ người ngoài không sẽ như vậy lạnh như băng cũng sẽ không là loại này cự nhân lấy ngàn dặm ngoại thái độ lâm hiểu nhân rõ ràng bị hắn ánh mắt dọa đến nàng nâng máy ảnh sợ hãi hỏi lê lê lão sư ta có phải hay không làm sai cái gì? Lê Xuyên tầm mắt theo nữ hài trên mặt chuyển khai, dương mắt xem một mảnh hoàng sáng du thái hoa, tài hoa, sau. Ánh mắt của hắn, dừng ở kia đống cổ kiến trúc lưng thượng, thủy thú tứ giác toát ra đầu. Thị giác đi lên xem, sơn thần miếu không tính xa, nhưng cũng không tính gần. Nam nhân trên mặt lại một cái chớp mắt nhiễm lên ôn hòa, ôn nhu hỏi trương tú tú. Tú tú, bên kia là cái gì kiến trúc? trương tú tú theo lê lão sư ánh mắt xem qua đi nói lê lão sư nơi đó là chúng ta thôn sơn thần miếu hương khói thực tràn đầy nga sơn trong thần miếu đóng cửa bị quải cô nương mặc dù hắn đưa ra muốn đi xem liếc mắt một cái không chỉ có bọn nhỏ thôn dân cũng sẽ kiệt lực ngăn lại mặc dù hắn đi cũng đã thảo kinh xà thôn dân nhóm sẽ đem các cô nương lại dời đi lê xuyên mặt mày vừa nhíu nâng tay che bụng lộ ra vẻ mặt thống khổ thần sắc. Trương Tú Tú dương mắt hỏi hắn. Lê Lão Sư, ngươi làm sao vậy? Lê Xuyên, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái. Lâm Hiểu Nhân thấp giọng hỏi hắn. Lê Xuyên thở dài một hơi, đối bọn nhỏ nói. Lê Lão Sư đi xa đơn thuốc liền một chút, có cái gì không hiểu, hỏi Trương Lão Sư cùng Lâm Lão Sư. Bọn nhỏ cùng kêu lên trả lời, hảo chương trình gặp sắc mặt hắn khó coi lập tức theo đi trên đất đứng lên nắm giữ vai hắn hỏi lão lê ngươi không sao chứ lê xuyên lắc đầu nhìn nhìn phía sau bọn nhỏ ngươi ở tại chỗ này ta thực mau trở lại ân đến cùng là nhiều năm bằng hữu một ánh mắt chỉ biết hắn muốn làm cái gì ngươi này tiêu chảy còn chưa có hảo đâu được rồi kéo hoàng thị nhanh chút trở về a à? Chương lão sư nói nói một điểm chẳng kiên dè, chọc bọn nhỏ che miệng cười. Có cái tiểu nam hài dơ lên thủ, hỏi: "Chương lão sư, chương trình vẽ mặt làm người gương tốt đứng đắn, vị này đồng học, ngươi có vấn đề gì?" Tiểu nam hài: "Ân." Ừ. Lê lão sư trưởng như vậy xuất, nhưng là hắn thải, là bộ dáng gì a? À? Lê xuyên, xa xa chính xuống giúp nam nhân lưng cứng đờ thiếu chút nữa theo đường dốc thượng trượt đi xuống. Qua! Wow. Ngươi tiểu hài tử này, vấn đề thực xảo quyệt thôi. Các ngươi lê lão sư trưởng như vậy xuất, thải đương nhiên cũng là thiên hạ đệ nhất xuất, ngươi nói đúng không đúng vậy lâm lão sư. Chương trình nhìn về phía lâm hiểu nhân. Lâm hiểu nhân hái được nhất đám du thái hoa, tài hoa, đừng ở lỗ tai sau. Hừ, thô tục. Bất quá chương trình lời này nói được không sai, lê thần mặc dù thải, cũng nhất định không giống người thường. Nếu dọc theo sơn đạo đi, sơn thần miếu cách bọn họ vị trí vị trí, ước chừng 40 phút lộ trình. Nếu là từ du thái hoa, tài hoa, vuông góc đi xuống, thẳng tắp khoảng cách không vượt qua 1.000 thước. Lê Xuyên tiến vào du thái hoa, tài hoa, mặc dù thân hình cao lớn, cũng rất nhanh bị một mảnh sáng hoàng nhan sắc bao phủ. Du thái hoa, tài hoa, là ruộng bậc thang thức đi xuống, mỗi một tầng, đều có hai thước cao nam nhân một tầng tầng nhảy xuống dược, bất quá 15 phút, đủ số đại hãng. Rốt cục mau đến mục đích, lại xem thấy phía trước du thái hoa, tài hoa, can nhẹ nhàng đông đưa. Có người. Lê Xuyên phản ứng sâu sắc, như sói bình thường ngồi xổm xuống, theo bản năng theo trong túi lấy ra thụy sĩ mã tấu, răng rắc một tiếng lộ ra bén nhọn đao phong, trình tiến công trạng thái. Nếu người tới lừa dối bất quá đi, đối hắn tâm còn nghi vấn lo, hắn nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Thê nữ bị thiêu chết hình ảnh vẫn rành rành trước mắt, cái loại này đau, hắn không dám quên, đối nơi này nhân, cũng không dám có thương hại chi tâm. Đối phương toàn bộ hướng bên trong chui, lấy tay đào lên du thái hoa, tài hoa, can, đột nhiên. Bào ra một cái ngồi sổng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nam nhân. Bởi vì nam nhân mặt còn bị che ở du thái hoa, tài hoa, can lý, nàng không thấy rõ đối phương, lấy ra trong tay đốn củi đao, hỗn hển một tiếng triêu đối phương bổ tới. Đối mặt thình lình xảy ra công kích, Lê Xuyên theo bản năng né tránh, một đao thứ hướng đối phương. Hắn thân thủ nhanh nhẹn, lại từng có huấn luyện, lập tức liền đem nhỏ gầy nữ hài nhấn ngã xuống đất, đoạt quá nàng trong tay đốn củi đao, cơ hồ không có do dự, một đao trùng trùng cuối lạc. Tô Tần liền phát hoảng, nam nhân kia ánh mắt lý, là tàn sát bừa bãi sát ý. Đống củi đao ở nàng cách nàng bộ mặt kỹ cm địa phương dừng lại. Lê Xuyên dùng một đôi đầu gối đè nặng nữ hài chưa phát dục hoàn toàn bộ ngực, dùng một tay nhấn vai nàng, làm nàng không thể giải dụa. Tô Tần trên đầu bọc bố, trên người lại mặc vân phi quần áo, nhưng Lê Xuyên nghĩ lầm đây là một cái nam hài, thả là một cái thân thể gầy yếu nam hài. Hắn cùng với Tô Tần đối diện vài giây, trầm giọng hỏi. Ngươi vừa rồi, muốn làm gì? Tô tần loạn thành một đoàn tương hồ đầu óc rốt cục khơi thông nàng một trương miệng thanh âm hoạt kê lê lão sư này thanh âm lê xuyên trong lòng chấn động vứt bỏ trong tay đốn củi đao đem nữ hài nâng dậy đến thân thủ kéo nàng khỏa đầu bố nữ hài trên mặt bị vẽ loạn nào đó thảo dược nhưng này hai hàng lông mày mắt này đối mắt mũi là hắn tô tô không sai nam nhân như ngạnh ở hầu trong lòng ngực mãn trướng kích động, hảo sau một lúc lâu, không thể nói chuyện. Chương 9 Bị nắm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cô Tần lo lắng vẻ mặt Thảo dược dọa đến Lê Xuyên, lại lần nữa tựa đầu bố kéo lên, ho nhẹ một tiếng, dùng hơi nghi hoặc ngữ khí hỏi. Lê Lê Lão Sư Là ngươi viết ma tư mật mã Hắn xem trước mắt này dáng người đơn bạc tiểu cô nương, Tiết Hầu lăng một vòng, hỏi nàng: "Ngươi làm sao mà biết, ta có thể xem hiểu?" "Lại như thế nào biết, ta họ Lê." Tô Tần Yết Hầu khô cạn, nuốt khẩu nước miếng tiếp tục nói: "Lê lão sư, ngài ở Vân Dương trong vườn trường, là một vị thần nói, tên của ngài như sấm bên tai." Đến phía trước, Tô Tần nhận vì chính mình không nhất định có thể ngồi sổng cùng Lê Xuyên một mình tiếp xúc cơ hội, nhưng nàng vẫn như cũ đến, có một chút cơ hội nàng cũng không có thể buông tha. Xem sơn thần miếu lão gia tử đối nàng mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng là có ý phóng nàng xuất ra, nhưng nàng đi theo trên núi chi giáo lão sư tiếp xúc. Cô Tần biết lấy Lê Xuyên tính cách, nhìn thấy nàng, nhất định sẽ hỏi nàng như thế nào hội ma tư mật mã. Nàng tiếp tục giải thích nói. Ngài là Vân Dương Thị sở hữu cao học sinh trung học nỗ lực mục tiêu. Ta cũng giống nhau sùng bái ngài, cho nên ta nghiên cứu quá ngài chuyên nghiệp, cũng nghiên cứu quá ma tư mật mã, ta kỳ thật chỉ biết trên giấy vài cái tự, cái khác, cũng sẽ không. Ta mới từ thôn dân trong miệng nghe nói tên của ngài khi, cũng không xác định là ngài, nhưng ta nghe thôn dân nói, ngài là nghiên cứu sinh, liền cảm thấy 80% là ngươi. Kỳ thật, ta cũng là ở đổ, cũng không phải trăm phần trăm xác định. Nữ hài thanh âm sợ hãi, ánh mắt buông xuống đi, trong ánh mắt là thiếu nữ ngây ngô lê xuyên xem nàng nữ hài kiều trưởng trên lông mi rơi xuống một ít màu vàng phấn hoa trong ánh mắt ánh vùng núi xuân sắc bị rất nhiều khổ đi hắn tưởng lê xuyên không thể ức chế thân thủ đi qua chỉ phúc cũng sắp dừng ở nàng hai gò má khi nữ hài dùng kinh ngạc ánh mắt đánh giá hắn nàng xem ánh mắt hắn xa lạ sợ hãi thậm chí nàng lại đưa hắn trở thành một cái lỗ mãng người sao Lê xuyên nhẹ nhàng thở dài, chỉ phút thay nữ hài phủ đi trên lông mi phấn hoa, thanh âm ôn hòa lại mang theo lực lượng. Nha đầu, ta sẽ cứu các ngươi đi ra ngoài. Ngươi, hiện tại theo ta rời đi. Nam nhân nắm lên thượng thảm đao, chuẩn bị mang đi nàng. Hắn thừa nhận chính mình là xúc động, khả hắn vô pháp nhịn nữa chịu đem nàng ở lại ác ma bên người. Chẳng sợ một phần, một giây, hắn đều thấy bất an. Nữ hài lại ngồi sổng tại chỗ, lắc đầu nói Nếu ta cùng ngươi rời đi, sẽ liên lụy vô tội nhân Lê lão sư, ta tới tìm ngươi, là hy vọng ngươi đi báo nguy Nàng đơn giản đem tự bản thân mấy ngày nay chứng kiến cùng hắn công đạo một lần Lại đem mặt khác ba gã nữ hài cha mẹ liên hệ phương thức cùng với tính vật Nhất tịnh giao cho hắn trong tay Cô Tần không dám trông cậy vào chính mình cha mẹ Kiếp trước trải qua vẫn cứ rõ ràng hiện tại nàng có thể trông cậy vào, là Mạnh Tư Tư cha mẹ. Mạnh Tư Tư là cái phú nhị đại, ở địa phương, có quyền thế. Nếu bọn họ biết nữ nhi bị quải tới nơi này, mặc dù cảnh sát không đến, cũng sẽ mang theo nhân hùng hổ sát đến nơi đây. Nàng lại đi lê xuyên trong tay lại tắt một trương giấy bản, nói. Cảnh sát đến sau, thôn dân nhất định sẽ đem chúng ta giấu ở cái khác địa phương, người mang theo cảnh sát, đi này đó địa phương nhất nhất tìm. Trong thôn cũng có người tốt, đáng tiếc, bọn họ vì bảo mệnh, có thể giúp chúng ta làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Lê Xuyên thân thủ tiếp nhận, lại mở ra, bên trong vẽ một trương đơn giản bản đồ, dấu hiệu làm rất rõ ràng. Nhìn ra được đến, nàng có chút hội họa bản lĩnh. Mấy thứ này, Tô Tần hoàn toàn có thể thông qua Vân Phi thủ chuyển giao cho hắn, khả nàng không có làm như vậy. Làm một chuyện gì đều có phiêu lưu, huống hồ là như vậy nguy hiểm chuyện. Tô Tần tưởng chính mình đi làm, mặc dù bị phát hiện, cũng sẽ không lại liên lụy Phi Phi. Lê Xuyên không biết chỗ nào ra sai. Sở hữu hướng, theo hắn vào thôn kia một khắc bắt đầu, dường như đều phát sinh biến hóa. Hết thảy cũng không có dựa theo kiếp trước đi, Tô Tần cũng không bị bán được trương tinh gia, mà là đi ngốc tử Vân Phi trong nhà. Mà kiếp trước Tô Tần cũng không hội ma tư mật mã. Nhưng này một đời. Sở có chuyện, đều ở hắn đến thôn này tử sau, phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ là bởi vì hắn trước tiên 5 năm vào thôn, cho nên làm cho Tô Tần này tuyến cũng phát sinh biến hóa. Tô Tần không dám cùng hắn lẫn nhau nhận thức, sợ bị hắn trở thành đồ điên, bệnh thần kinh. Nàng cùng Lê Giáo sư duyên phận, hẳn là theo nàng tốt nghiệp đại học sau bắt đầu, hiện tại quá sớm. Mà Lê Xuyên cũng là đồng dạng ý tưởng. Lúc này Tô Tần tài 15 tuổi, vẫn là một đứa trẻ, mặc dù hắn nói cho nàng kiếp trước đủ loại, như vậy vớ vẫn chuyện, người bình thường cũng không tin tưởng. Khả năng hội hoàn toàn ngược lại, dọa đến tiểu cô nương. Lê Xuyên trầm tư một hồi, hỏi nàng. Có hay không nơi nào bị thương? Nam nhân thanh âm trước sau như một ôm nhu, cho dù là đối đãi xa lạ nữ hài, cũng là như thế này. Lê Xuyên kiếp trước, đại khái chính là SARS hình ấm nam đi. Tô Tần miếng môi lắc đầu, dùng tiểu cô nương bàn non nớt miệng nói. Lê lão sư, ngài nhất định phải cứu chúng ta đi ra ngoài, chúng ta. Chờ ngươi. Lê xuyên mạnh tay tái phát ở nữ hài đơn bạc trên vai, nắm chặt một phần, thanh âm trầm trọng. Hội. Ta sẽ dẫn ngươi về nhà. Kiếp trước, hắn cũng là nói như vậy. Hắn làm được. Hai người chính nói chuyện, phía sau truyền đến nữ hài thét chói tai. A, à, nữ hài từ phía trên du thái hoa, tài hoa, đi xuống dưới, không phát hiện dưới chân lộ, hai chân thải không, từ phía trên té xuống. Cũng may độ cao không đến hai thước, nữ hài ngã đau, đổ hấp một ngụm khí lạnh sau, ngồi dậy, xem thấy phía trước có hai người. Khi hai người bị giày đặt du thái hoa, tài hoa, che, lờ mờ, thấy không rõ lắm. Lâm hiểu nhân xoa đầu gối, nghe răng hỏi, ai ở nơi đó? Là. Lê lão sư sao? Không chỉ Lê lão sư, còn có một người. 15 phút trước, Lâm Hiểu Nhân nghe đồng học nói, phụ cận có hùng người mù thường lui tới, thế nào cũng phải lôi kéo chương trình tìm đến Lê xuyên. Chương trình mặc kệ nàng, tùy ý vung tay lên. Đi 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 đi, nữ nhân thực hắn mẹ phiền toái. Ngươi muốn đi trình coi nam thần nói thẳng, nói được như vậy thánh mẫu tươi mát thoát tục. Ngươi ngươi quả thực cùng nơi này nhân giống nhau thô tục không thể nói lý lâm hiểu nhân quay người lại thở phì phì rời đi lâm hiểu nhân ngồi ở tại chỗ ông té bị thương đầu gối nhu nàng lại hỏi một tiếng là lê lão sư sao lê xuyên cùng tô tần liếc nhau hắn theo bản năng đẩy một phen tô tần kiên ý bảo nàng chạy nhanh rời đi tô tần lập khắc cầm lấy đốn củi đao theo này khối thái hoa điền nhảy xuống hầu tử dường như xuyên toa vô đồng ruộng gian hướng sơn thần miếu đuổi nàng rời đi sau lê xuyên tài thẳng đứng dậy triêu lâm hiểu nhân đi qua nữ hài ngồi ở tại chỗ ngửa đầu nhìn nam nhân lại nhìn hắn phía sau lê lão sư vừa rồi người kia là nhân lê xuyên ngữ khí lạnh như băng không có người ngươi nhìn lầm rồi lâm hiểu nhân xác định chính mình không nhìn lầm vừa rồi bên người hắn Bích sát ngồi một người, nàng đang muốn mở miệng phản bác, Lê Xuyên đánh gãy nàng. Đi thôi, trở về. Lâm Hiểu Nhân ngồi ở tại chỗ, xem nam nhân, nuốt khẩu nước bọt, nói: Lê Lão sư, ta, ta té bị thương. Lê Xuyên nghỉ chân, lạnh lít nhìn nàng một cái, lại đánh giá bốn phía. Nơi này cách sơn thần miếu không xa, Lê Xuyên suy nghĩ hạ, tìm một cái một căn nhường nàng cầm lấy mượn lực đem nàng theo thượng kéo lên. Lâm Hiểu Nhân bị thương, không thể theo đường cũ phản hồi, cao như vậy đổ dốc nàng hiện tại cũng đi không lên đi. Lê Xuyên do dự một lát sau, lôi kéo nàng đi lên sơn đạo, mang nàng hướng sơn thần miếu đi. Hai người bắt đầu đi xuống núi lộ, ra vẻ không phải hồi thôn lộ. Lâm Hiểu Nhân nghi hoặc hỏi hắn. "Lê lão sư, ngài đây là muốn mang ta đi chỗ nào?" lấy ngươi loại tình huống này, ngươi muốn đi thế nào? Lê Xuyên nâng lên cầm nhất chỉ cách đó không xa sơn thần miếu, nói với nàng. Lên núi lộ không dễ đi, xuống núi lộ lại quá dài, ta trước mang ngươi đi sơn trong thần miếu nghỉ ngơi một hồi, sẽ tìm thôn dân đưa ngươi xuống núi. Nga! Lâm Hiểu Nhân cầm lấy một côn, không lại nói chuyện. Nàng thập khiển đi theo nam nhân phía sau, trong lòng rất khó chịu. Này nam nhân đến sơn thôn, dường như không phải vì chi giáo hắn giống như có khác sở đồ lần trước ở trong trường học nhìn thấy này nam nhân đối nàng cũng vẫn là nho nhã lễ độ bộ dáng mà lúc này thế nào nàng thật sự nghĩ không ra chính mình ở đâu đắc tội hắn bọn họ đi đến sơn thần cửa miếu đánh lên đồng dạng tính toán vào núi thần miếu lý vân trân lý vân trân thấy hai người sửng sốt sắc mặt đều trắng bệch lê lê lão sư lâm lão sư các ngươi thế nào đến nơi này lê xuyên lộ ra mỉm cười vẻ mặt ôn hòa nói nga là như thế này lâm lão sư uy chân không quá phương tiện xuống núi chúng ta thấy nơi này có cái miếu liền đi qua nghỉ ngơi một chút lý vân trân theo bản năng hướng bên trong phiêu mắt nói quanh con một trận nói này như vậy a à, lê lão sư ngài không biết chúng ta thôn có quy củ ngoại nhân không thể vào sơn thần miếu không bằng như vậy các ngươi liền ở bên ngoài nghỉ một lát ta nhường văn thúc đi sơn hạ gọi người đưa lâm lão sư trở về ở bên ngoài ngồi là được vậy phiền toái các ngươi lê xuyên hướng sơn thần miếu chính sảnh nhìn nhìn bên trong ngồi một cái lão nhân cầm trong tay một cây khói nước ở phân biệt rõ lão nhân bị lý vân trân kêu lên công đạo hai câu sau liền hạ sơn đổi lý vân trân canh giữ ở cửa Lý Vân Trân theo bên trong chuyển hai cái ghế bành xuất ra, nhường hai người ngồi xuống, lại đi vào ngã hai chén nước. Nàng không dám tránh ra, ở bên ngoài cùng hai vị lão sư, hại sợ bọn họ đi vào gặp tàn ở bên trong vài cái, tức phụ. Lâm Hiểu Nhân uống một ngụm sơn trà thủy, liếc mắt sơn trong thần miếu mặt. Lý Vân Trân câu được câu không nói với bọn họ, nói đến kích động chỗ, đi bắt Lâm Hiểu Nhân thủ. Lâm Hiểu Nhân theo bản năng đưa tay co rụt lại, không khống chế được cảm xúc lộ ra tướng mạo sẵn có hung nói ngươi làm chi a à? lý vân trân bị cô nương thình lình xảy ra bảo nổi liền phát hoảng cô nương lấy ra khăn tay bắt đầu lau thủ động tác gian biểu đạt đối lý vân trân ghét bỏ lê xuyên vẫn thản nhiên uống trà dường như đối nữ hài đột nhiên chuyển biến gương mặt một chút cũng không kỳ quái đây mới là lâm đại tiểu thư vốn bộ dáng hắn trùng sinh sau sở dĩ đối này cô nương phản cảm, là hoài nghi kiếp trước kia tràn hỏa hoạn, cũng có nàng phần. Hoa khai khắp nơi, phía sau này đống cổ kiến trúc không lớn, ngói xanh chu manh, chính sảnh đi vào là sân, bên trong hậu viện còn có mấy gian phòng. Lê Xuyên không có muốn vào đi ý tứ, an tâm ngồi ở chỗ này chờ thôn dân đi lên. Văn Thúc rất nhanh dẫn người lên núi, hai cái thôn dân dùng cán tre đem Lâm Hiểu Nhân nâng hạ sơn. Buổi tối, Lê Xuyên đem tính vật, liên hệ phương thức cùng với bản đồ giấy bản đưa cho chương trình nhường hắn xuống núi đi thổ lăng thị trấn phái xuất sở liên hợp địa phương cảnh sát vào núi cứu người chương trình nhíu mày ngồi ở trên giường nhất duỗi chân tỏ vẻ mặc kệ ta hắn mẹ đi rồi ngươi làm sao bây giờ khai mỉm cười ngươi một người muốn ra chuyện gì ta thế nào cùng ôn a di công đạo ngươi một người lưu lại ha ha đến lúc đó chết như thế nào đều không biết cùng nhau xuống núi, cùng nhau mang theo cảnh sát rồi trở về, không giống với sao. Lê Xuyên kiên trì lưu lại. Chương trình xoa huyệt Thái Dương, hạ giọng trùng hắn trống. Ngươi hắn mẹ điên ư. Hắn vừa dứt lời, trong viện truyền đến nữ hài buồn tiếng kêu. Ngồi ở trên giường hai nam nhân liếc nhau, trước sau xuống giường, Lê kéo thuê phòng môn. Trong viện, trương tinh nhặt cái gì vậy, nhanh chóng sủy tiếng trong quần áo. Lê Xuyên kháp một phen chương trình thắt lưng. Mặt tựa vào khung cửa thượng chương trình nhất nghe răng, lập tức dùng thân huynh đệ miệng hỏi trương tinh. Huynh đệ, ngươi làm chi đâu? Vừa rồi gì thanh âm? Nga! Ta nương, vừa rồi bưng một chậu nước xuất ra, ở cửa thiếu chút nữa trượt nhất giao. Lê lão sư cùng chương lão sư, còn chưa ngủ à? Chương trình cười nói. Không, hôm nay leo núi rất vất vả ta chính nhường lão lê cho ta mát xa. Đúng rồi trương thôn trường, trong nhà ta có việc, sáng mai bước đi, ngươi an bày cá nhân, đưa ta xuống núi. Vừa nghe chương trình phải đi, trương tinh nhẹ một hơi. Được rồi, Minh Nhi 5 giờ, ta gọi ngươi. Đóng cửa lại, Lê Xuyên cảm thấy không thích hợp, phân phó chương trình. Ngươi đi lâm hiểu nhân phòng nhìn xem. Bệnh thần kinh A, hơn nửa đêm đi sao nhân gia nữ lão sư môn nhi ngươi không biết kia nữ nhiều hung, ta không đi. Đi. Lê Xuyên Thanh âm lãnh trầm. Chương trình vừa ngồi trên giường, lại lười biến đứng lên, lê một đôi giày vải đi cửa đối diện phòng, gõ sao. Lâm lão sư, ở nhà. Bên trong trầm mặt một hồi. Chương trình chuẩn bị lại sau khi, bên trong truyền đến nữ hài phát trung thanh âm. Ở, thực. Rất trễ, chương lão sư, chúng ta ngày mai tán gẫu Nha. Chương trình tùy tiện, áp căng không phản ứng đi lại bên trong có cái gì không thích hợp. Chương trình rời đi sau một thoáng chốc, lấy đao giá Lâm Hiểu Nhân của Lý Vân Trân nhẹ nhàng thở ra. Phụ nhân hạ giọng cảnh cáo nàng. Không được kêu. Lâm Hiểu Nhân phòng cùng Lý Vân Trân phòng là liên hệ, trung gian một cánh cửa chống đỡ. Lý Vân Trân cùng Trương Tinh cùng nhau, nâng Lâm Hiểu Nhân, dọc theo phòng nâng tiến phòng bếp. Lại theo phòng bếp cửa sau đi ra ngoài nâng đi hậu viện hầm lý. Hầm Trong không khí tràn ngập một cổ mốc meo hơi thở, ánh sáng hôn ám. Lâm Hiểu Nhân bị ném xuống đất, nàng nuốt khẩu nước miếng, chiến thanh âm hỏi. Ngươi Các ngươi muốn làm gì? Càng ngươi Trương Tinh cầm trong tay đốn củi đao ném xuống đất, cưỡi ở trên người nàng, vỗ nàng một trương khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Nghe xong không nên nghe, về sau cũng đừng còn muốn chạy. Ngươi! ngươi từ trên người ta lăn xuống đi. Lâm Hiểu Nhân bị này nam nhân ghê tởm hỏng rồi, dắt giọng kêu. Hầm cách tiền viện hơi xa, hố lại lấy thâm, mặc dù nàng thật sự kêu phá ít hầu, tiền viện cũng không có khả năng có người nghe thấy. Lý Vân Trân thức thời trèo lên hầm, ngồi ở bên ngoài cấp con thông khí. Trương Tinh xé mở quần áo của nàng, nữ hài trước ngực hai luồng thịt lục lập tức nhảy ra, nam nhân ánh mắt đều xem thẳng. Lâm Hiểu Nhân dãy dụa. Ngươi dám chạm vào ta, ta báo nguy cáo ngươi cường gian, cho ngươi ăn cả đời lao cơm. Ngươi có biết ba ta là ai chăng? Ta, một cái vang dội bạc tay phiến đi lại, nữ hài bị một cái bàn tay đánh mộng. Trương Tinh miệng hùng hùng hổ hổ. Đi mẹ ngươi, quản ngươi lão tử là ai? Ở trong này, ta chính là thiên vương lão tử. Thối, ngươi đừng cho là ta không nghe thấy ngày hôm qua ngươi cùng chương trình nói trong lời nói, nói trên người ta thối. Ta là tốt rồi làm cho ngươi nghe thấy một chút lão tử. Ngươi về sau liền cho ta thành thật đãi ở trong này, mặc dù đến cảnh sát, cũng không có khả năng tìm được ngươi. Chương 10 Ngốc bức Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lâm hiểu nhân não nhân ông ông tác hưởng, chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển. Tay nàng vẫn như củ gắt gao cầm lấy này ghê tẩm nam nhân, tâm như tro tàn. Áo lông cổ áo bị xé rách, nàng ngược lộ ra đại phiến, nam nhân thân thể phúc xuống dưới, ở nàng kiên gáy chỗ hung hăng trắng một mụn. Hầm ngoại, có người nói chuyện, nhưng trương tinh thân thể cứng đờ. Lý Vân Trân riêng đề giọng to. Lê Lão Sư, Trương Lão Sư. Các ngươi thế nào đến hậu viện đến? Bên ngoài truyền đến Lê Xuyên thấp thuần thanh âm. Chương trình sáng mai liền ly khai, có chút luyến tiếc trương thôn trường, nghĩ đến tìm thôn trường uống hai chén. Thí hai chén là hai chén. Chương trình triêu Lý Vân Trân đi tới, nói. Vừa rồi ta đi tinh ca phòng, không phát hiện người kia, sẽ hậu viện tìm xem. Lý Vân Trân vừa định nói Trương Tinh xuất môn làm việc, Lê Xuyên lại thưởng trước một bước nói. Hầm Lý Thanh âm như vậy kỳ quái. Trương Thông Trường ở mặt dưới chuyển này nọ. Như muốn chúng ta hỗ trợ sao? Lý Vân Trân trong lòng nhất, lột bột, vội hỏi. Nga! Nga, đúng vậy ngày mai chương lão sư không phải phải đi sao nhà chúng ta tin oa a theo hầm lý chuyển điểm bí đỏ a khoai lang a bí đao nhường chương lão sư mang về trong thành ăn chúng ta nơi này thâm sơn cùng cốc cũng lấy không ra cái gì thứ tốt cũng chỉ có này đó a nha khách khí với ta cái gì nha tin ca mau ra đây chúng ta ca nhi lưỡng hảo hảo uống hai chén lão tử nghĩ ngày mai phải đi trong lòng khó chịu đặt muốn khóc ngươi chạy nhanh xuất ra, đừng chuyển A, à, trong thành gì cũng không thiếu, ta liền thiếu ngươi như vậy cái huynh đệ, chạy nhanh đi lên theo giúp ta uống rượu. Chương trình triêu hầm đi qua, bị Lý Vân Trân ngăn lại, chương lão sư, ngài đừng đi xuống, phía dưới bẩn, có con rết có loài bò sát, vị nhân cũng khó nghe thấy, đừng đi xuống. Tinh hoa A, à, ngươi chạy nhanh xuất ra, phía dưới đồ ăn, ta đến chuyển. Trương Tinh thầm mắng. Mẹ, huynh đệ. Ngươi hắn mẹ muốn uống rượu, tốt xấu chọn cái thời gian. Trương Tinh cởi tức, nhét vào Lâm Hiểu Nhân miệng, lại cầm Thảo Thằng trói chặt tay chân của nàng. Lâm Hiểu Nhân bị thối vị ghê tởm trong bụng cuồn cuộn, khả lại cái gì cũng không thể làm, nàng hung tợn nhìn chầm chầm Trương Tinh, hận không thể giết hắn. Trương Tinh nhéo nhéo mặt nàng, lại bắt trảo nàng một đôi đại ngực, thấp giọng nói: Lão tử đi theo huynh đệ uống rượu, Minh Nhi lại đến can ngươi cấp lão tử an phận điểm, bằng không, đánh gãy tay chân của ngươi. Chờ trương tinh rời đi, Lâm Hiểu Nhân tùng một ngụm, vừa có đứng dậy động tác, trước mắt một mảnh kim tinh. Trương tinh kia một cái tác, rất ngoan, nước mắt nàng tẩm vẻ mặt gò má, từng trận thứ lạc đau đớn. Nếu không phải Lê Xuyên, nàng khả năng liền. Không một hồi, Lý Vân Trân từ phía trên xuống dưới, một mặt hướng ba lô Lý Trang khoai lang, một mặt nói thầm nói về sau ngươi cũng đừng đi rồi nơi này chính là nhà ngươi cho ta sinh cái tôn tử ngươi sẽ không cần xuống đất đi làm việc nhà nông lâm hiểu nhân trừng mắt to xem nàng thiên này đến cùng là thế nào địa phương nửa giờ trước nàng thấy trương tinh vào lý vân trân phòng mẫu tử lưỡng lén lút xuất phát từ tò mò nàng phu che mặt màn ghé vào trên cửa nghe xong nhất lỗ tai môn không có tới cửa xuyên nàng lấy tay nhẹ nhàng vừa chạm vào môn liền, chi nha, mở một cái khâu. Sau, nàng bị trương tinh mẫu tử bắt cóc, thiếu chút nữa bị trương tinh hủy trong sạch. Nhà chính, trương tinh cùng chương trình hai nam nhân, chén lớn uống rượu, mồm to ăn thịt khô. Lê Xuyên ở bọn họ trước mặt biểu hiện văn văn nhược nhược, không thắng rượu lực, không uống hai chén, liền thét to choáng ván đầu, trở về phòng. Chờ Lê Xuyên đi rồi, chương trình ôm chầm trương tinh kiên, đánh cái rượu cách nói. Huynh đệ, Ngày mai anh em ta đã có thể đi rồi, có cơ hội, ngươi tới Vân Dương thị, bạn hữu mang ngươi đi ăn ăn hương uống lạc phao tiểu thư. Anh em không phải thổi, ở Vân Dương, ngươi chỉ cần nhắc tới anh em tên, bảo đảm nhi ngươi đi chỗ nào tán gái đều vô dụng trả thù lao. Huynh đệ ta nói cho ngươi, trong thành con nhóc a, một cái so với một cái chính, Lâm lão sư bộ dạng có đẹp hay không? Trong thành này tiểu thư, có thể sánh bằng Lâm lão sư đúng giờ hơn, cách ai huynh đệ, có hay không củ lạc? Chỉnh hai bàn. Lý Vân Trân luôn luôn tại bàn chiếu cố hai nam nhân uống rượu, cho bọn hắn rót rượu, bưng thức ăn. Con có thể giao cho như vậy hào sản trong thành bằng hữu, trong lòng nàng cũng cao hứng. Chạy nhanh đi phòng bếp bác hoa sinh, cho bọn hắn sao hoa sinh nhắm rượu. Bác hoa sinh đến sao hoa sinh này quá trình, ít nhất cũng muốn 15 phút. Điểm ấy thời gian, cũng đủ lê xuyên hành động. Trương Tinh uống cao, chương trình một phen nói, nhưng hắn tâm qua tự ấm áp, hốc mắt đỏ bừng. Huynh đệ a, à, ta thế nào không sớm một chút nhận thức ngươi, ngươi không biết, ta trước kia tài trong thành quá có nhiều khổ. Là cá nhân, đều hắn mẹ ghét bỏ lão tử. Trước kia hắn lý giao cái bạn gái, hắn ghét bỏ lão tử cùng, lưng lão tử cùng hắn đầu ngủ. Thảo hắn mẹ, chương trình nhìn hắn một cái, sau đó qua một tiếng nhào vào trong lòng hắn khóc huynh đệ, cùng là thiên nhai bị lục nhân A, ta vị hôn thê, cũng đặt sao cùng nam nhân khác chạy, hiện tại, hoa đều có. Khó chịu, thực đặt sao khó chịu. Huynh đệ, đến. Lại uống. Trương tinh xì một tiếng kinh miệt. Nữ nhân đều hắn mẹ tiện. Tiện, tiện. Lê Xuyên theo phòng cửa sổ trèo ra, chính là hậu viện vườn rau. Hắn nhảy vào hầm. Lâm Hiểu Nhân vừa nhìn thấy hắn, trong mắt lập tức dấy lên hy vọng. Nam nhân không cần dùng trong tay đến đi cắt đứt trói buộc thảo thằng, mà là đánh trước lượng bốn phía, tầm mắt dừng ở một căn tú tích loan lỗ cái quốc thượng. Hắn bắt lấy lâm hiểu nhân kiên, đem nàng tha thẳng cạnh tường, chỉ chỉ cái quốc, ý bảo chính nàng lợi dụng cái quốc ma đứt tay thượng thảo thằng. Lâm hiểu nhân không hiểu, hỏi hắn. Ta vừa rồi thấy ngươi có đau, vì sao? Không nghĩ cùng ngươi cùng chết nam nhân thanh âm lãnh trầm, muốn sống mệnh, chính mình ma, ngươi thời gian không nhiều lắm. Lê Xuyên tưởng chế tạo Lâm Hiểu Nhân chính mình đào tẩu giả tượng. Bị nam nhân không hiểu nhất hung, Lâm Hiểu Nhân nhấp miếng môi, bắt đầu ở cái quốc thượng ma thảo thằng. Cái quốc tuy rằng đã rỉ sắc, nhưng vẫn lợi hại, 5 phút không đến, thảo thằng ma đoạn. Lâm Hiểu Nhân cởi bỏ buộc cổ chân thảo thằng, nàng đang muốn nhào vào nam nhân trong lòng, nam nhân lại trước nàng một bước đứng dậy quăng cho nàng một cái quân dụng tay nhỏ bé điện, trên cao nhìn xuống xem nàng. Nhớ kỹ, thôn dân không thể tin, người đi sơn thần miếu trốn hai ngày, nơi đó tạm thời không có người đi sưu, Lê Xuyên cẩn thận nghĩ tới ban ngày tô tần kia lời nói, nữ hài đã có thể theo sơn trong thần miếu xuất ra, lão nhân đối nữ hài nhóm tất nhiên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Trong thôn hiện tại bất kỳ địa phương nào đều không an toàn, chỉ có nơi đó. Sơn thần miếu Nữ hài muốn khóc ra, ngửa đầu nhìn nam nhân, kéo kéo nam nhân quần áo. "Lê Xuyên, ngươi đừng bỏ lại ta, thiên đã như vậy hắc, ta sợ." Đi nơi đó, chính mình nghĩ biện pháp trốn, đói bất tử cũng đừng xuất ra. Lê Xuyên nâng cổ tay nhìn nhìn đồng hồ, nói cho nàng. "Ngươi nhiều nhất còn có 5 phút chạy ra nơi này, là đi là lưu, nhìn ngươi." Kiếp trước kia tràn hỏa hoạn, Lê Xuyên hoài nghi có nàng tham dự, nhưng thủy chung không có chứng thực hắn cứu lâm hiểu nhân là vì nàng là cái cô nương cũng bởi vì hắn phản cảm cặn bã không nghĩ cặn bã lại đắc thủ lê xuyên trở lại phòng cho rằng hết thảy đều không có phát sinh lâm hiểu nhân xem lê xuyên rời đi cũng đi theo đi đi lên nàng đứng ở lê xuyên phía trước cửa sổ sau hắn cửa sổ thanh âm phát ra chiến lê xuyên ngươi cho ta vào đi được không ta rất sợ ta tưởng về nhà lê xuyên nhíu mày trầm giọng nói thật có lỗi lâm tiểu thư, chúng ta cứu ngươi là đạo đức, không có nghĩa vụ cùng ngươi đi tìm chết. Ngươi hiện tại đi sơn thần miếu, cố gắng còn có thể an toàn đợi đến chương trình mang cảnh sát trở về. Nam nhân một chút. Chết sống hai con đường, chính ngươi tuyển. Lâm hiểu nhân tâm mát nửa thanh, nàng đem bên trong nam nhân trở thành cứu mạng đạo thảo, khả cái kia nam nhân lại. Nàng cắn một cái môi, trêu trên núi chạy tới. Thâm sơn dạ hàng lộ trọng, Sơn trong thần miếu, vài cái nữ hài ôm thành một đoàn đi vào giấc ngủ. Sơn thần miếu chính điện, nhiên đến thơm, hơi chút đem phòng ở chiếu sáng lên. Tô tần ly tàn tật nữ hài góc gần, nàng đụng đến nữ hài thân thể lạnh như băng, đem chính mình chăng cũng cho nàng cái đi lên, ôm lấy nàng, cho nàng sưởi ấm. Văn mai buồn ngủ, trước hết nghe thấy bên ngoài động tĩnh, dùng chân đạp một chút tô tần. Nàng ngừng tay thượng động tác, ngừng thở, theo bản năng đem mái ngói chộp trong tay. Môn từ bên ngoài, chi nha, một tiếng đẩy ra, có một bóng đen lặng lẽ sờ soạn tiến vào. Người tới thân hình nhỏ gầy, không là nam nhân. Lâm hiểu nhân sải bước tới chính điện, bản năng đóng cửa lại, lúng cuốn tay chân sáp tới cửa xuyên. Ba ngày nàng cùng Lê Xuyên ở trong này nghỉ ngơi, theo Lý Vân Trân miệng biết được, nơi này ban ngày đêm đen liền chỉ có một lão nhân. Khả nàng trốn ở chỗ này, thật sự có thể đợi đến chương trình mang cảnh sát tới sao? Nơi này lão nhân, sẽ đem nàng giao cho trương tinh sao? Nàng không biết. Nàng sờ soạn đi về phía trước, bị thượng ngã ra đất nghỉ nhân cấp sảy, hét lên một tiếng. Tô Tần phản ứng nhanh nhất, ngồi dậy giữ chặt nàng, che nàng miệng, thấp giọng quát. Đừng kêu. Lâm hiểu nhân suyễn lợi hại, quay đầu nhìn Tô Tần mặt. Trên đầu nàng bọc bố, trừ bỏ một đôi mắt, nhìn không thấy bộ dạng, nàng lại nhìn tô tần bên cạnh nữ hài. cái kia nữ hài không có mắt, lâm hiểu nhân sợ tới mức thủ rung lên, lại thét chói tai ra tiếng. tô tần trực tiếp một cái bàn tay vung ở trên mặt nàng, quát một tiếng: ngươi cầm miệng cho ta. bàn tay là ấm áp, nàng không phải quỷ. lâm hiểu nhân bị đánh mộng, sững sờ ở đương trường, trừng lớn mắt xem ngồi dậy ba nữ tử. tô tần thấy rõ là lâm hiểu nhân lãnh A một tiếng. A à, cũng thật sự là oan gia ngõ hẹp. tuy nhiên lại là vị này dốc lòng làm tiểu tam lâm lão sư. Nàng đến bây giờ đều nhớ được, lâm hiểu nhân cầm một sấp lâu năm cũ chiếu cùng tin tức báo chí, ở trong phòng ăn tìm được nàng cùng túi sách tình cảnh. Lâm hiểu nhân đem ảnh chụp cùng báo chí vung ở trên bàn cơm. Trên ảnh chụp tô tần, rối bù ngồi sổn trương tinh da chuồng heo. Là nàng bị cảnh sát cứu ra khi, truyền thông chụp tuy rằng đánh gạch men, nhưng là không khó nhìn ra là nàng. Nữ nhi túi sách vẻ mặt tò mò chỉ vào ảnh chụp hỏi. Mẹ, này không mặc quần áo bẩn bẩn tỉ tỉ, bộ dạng giống như ngươi ai. Trang dung tinh xảo lâm hiểu nhân hừ lạnh một tiếng, đối túi sách nói. Túi sách, này bẩn bẩn nữ nhân, chính là mẹ ngươi nha. Túi sách có khiết phích, không thể dễ dàng tha thứ bẩn gì đó. Khả nàng thấy mẹ này trương ảnh chụp, sửng sốt một chút, lại đem ảnh chụp thu hồi đến, sủy tiếng chính mình phấn hồng tiểu túi sách. Ngay sau đó, túi sách giống chỉ hung hoành con cọp nhỏ, đẩy một phen lâm hiểu nhân. Phá hư nữ nhân, ngươi làm bẩn mẹ ta, phá hư nữ nhân, phá hư nữ nhân. Lâm hiểu nhân phản đẩy tiểu cô nương một phen, ngươi làm rõ ràng được không, là mẹ ngươi không sạch sẽ. Ở nông thôn lý làm cho người ta làm năm năm heo mẹ, là nàng không sạch sẽ hảo phạt. Túi sách, mẹ ngươi như vậy bẩn, ngươi đừng cùng nàng, đến A Di nơi này đến, A Di về sau làm ngươi tân mẹ, được không? Không tốt. Túi sách nắm lên nhất cái bát nhỏ, tạp hướng mặt nàng. Lâm Hiểu Nhân bị thương, chạy tới Lê Xuyên trước mặt khóc sức mướt, chỉ trích nàng giáo nữ vô phương. Kiếp trước sự tình, rành rành trước mắt, nhất cọc cọc nhất kiện kiện, nhớ lại đến vẫn cứ tức giận. Tô Tần kiếp trước tỳ khí tốt hơn, là một cái nguyễn quả hồng mà Lê Giáo Sư người ngoài cũng ôn hòa, bọn họ vợ chồng chính là điển hình ôn hòa vợ chồng. Khả làm lại một đời, nàng giống như cái gì đều suy nghĩ cẩn thận. Một mặt nhường nhịn, chỉ biết làm ghê tẩm nhân được một tất lại muốn tiến một thước. Tô Tần ngữ khí bình thản, xem quần áo không chỉnh Lâm Hiểu Nhân, hỏi. Ngươi là ai? Lâm Hiểu Nhân bị một cái tác đánh thanh tỉnh, hỏi. Ngươi? Các ngươi? chính là trương tinh miệng này bị lừa bán đến cô nương mạnh tư tư nhược nhược hỏi nàng ngươi cũng là bị lừa bán đến quải cái quỷ ta và các ngươi không giống với nếu không là bởi vì các ngươi ta cũng sẽ không bị trương tinh cái kia tiện nam bắt cóc cũng sẽ không thiếu chút nữa bị lâm hiểu nhân tức giận khó nhịn hỏi nàng nhóm nơi này trừ bọn ngươi ra còn có ai lê xuyên nói qua hai ngày sẽ có cảnh sát tới cứu ta ta ở trong này ngốc hai ngày an toàn sao ba nữ tử đều không nói gì nói chuyện a à các ngươi đều câm rồi à tô tần âm thanh lạnh lùng nói ngài lại lớn tiếng điểm tốt nhất đem thôn dân đều dẫn đi lại tốt nhất nhường trương tinh biết ngươi chạy tới nơi này lâm hiểu nhân lập tức ngậm miệng tô tần quăng cho nàng nhất kiện áo bông nói đêm nay ngươi ở trong này ngủ tạm thời an toàn. Hừng đông phía trước, ngươi về phía sau viện xài phòng trốn tránh, đừng đứng ở chính điện. Lê Lão Sư đã nói cho ngươi nơi này an toàn, vậy có nhất định đạo lý. Một cổ gió lạnh từ bên ngoài tiến vào đến, Lâm Hiểu Nhân đông lạnh sợ run cả người. Nàng nghe nghe củ nát có mùi áo bông, nhíu mày. Ngươi nhường ta cái này. Dường đâu? Dường ở đâu? Nữ nhân này vừa tiến đến liền động gào to hô, Mạnh tư tư trực tiếp giận một câu. Ngũ thượng A, tiểu ngốc bức. Lâm hiểu nhân cả giận nói. Ngươi mắng ai? Ngốc bức. Mạnh tư tư lại mắng một câu. Phân biệt ngũ phô hai quả nhiên mạnh tư tư cùng tô tần đem chăn cuốn nhanh, không cho nàng gì tiến vào ổ chăn cơ hội. Tô tần trong lòng hừ lạnh một tiếng. Kiếp trước kiếp này, lâm tiểu thư tỳ khí đều là như thế này không thảo hỉ.